19 câu chuyện trí tuệ cổ nhân giúp khai sáng trí tuệ mở rộng tầm nhìn, triệu người gật gù vì quá thâm thúy. Kính chào quý vị và các bạn đang nghe video trên kênh Ngâm Đời. Quý vị thân mến, Tăng Quốc Phiên đã từng nói, kiên kỳ trí, khổ kỳ tâm, lao kỳ lực, vô sự đại tiểu, tất hữu sở thành. Câu này có nghĩa là, chỉ cần kiên định ý chí, khổ luyện tâm trí, dốc sức làm việc, dù việc lớn hay nhỏ cũng đều làm thật tốt, thì chắc chắn sẽ có thành tựu vì vậy nếu như ở đời bạn đang có quá nhiều mệt mỏi thất bại hãy nghe ngay những câu chuyện dưới đây tuy đây là những câu chuyện ngắn nhưng chúng lại thể hiện được trí tuệ thâm thúy của cổ nhân xưa dạy ta nhiều bài học ý nghĩa về làm người về thành công và thất bại hãy dành thời gian nghe để có cho mình những bài học quý giá quý vị nhé câu chuyện thứ nhất trang tử dạy chúng ta bốn trí huệ nhân sinh lớn về không tức giận không tức giận đối diện với lời nói xấu oán trách phỉ bán vẫn kiên trì cầu đạo không dao động có câu thành ngữ gọi trâu cũng được gọi ngựa cũng xong nghĩa là người khác nhục mạ cũng được ca ngợi cũng được nhất quyết không so tính câu thành ngữ này có nguồn gốc từ một câu chuyện mà trang tử kể có một người tự nhận là học rộng tên là sĩ thành ỷ ông ta thường thấy mọi người ca ngợi lão tử có trí huệ cao thượng siêu nhiên thế là lặn lội đường xa tìm đến bái kiến lão tử ông ta thấy nhà lão tử loạn tạp như ổ chuột tức giận nói Nghe người ta nói ông là thánh nhân có đại trí huệ, tôi đã đi mấy trăm dặm đến đây gặp ông, nào ngờ thấy ông như con chuột. Lão tử nghe xong không hề có phản ứng gì. Sĩ Thành ỉ trừ rủa xong liền quay người bỏ đi. Hôm sau, Sĩ Thành ỉ thấy mình đã sai rồi, lại đến xin lỗi lão tử. Lão tử bình thản nói, cái gì thánh nhân với chẳng thánh nhân, loại danh hiệu này, tôi đã vứt đi như vứt chiếc giày rách từ lâu rồi. Nếu tôi có được thực chất của đại đạo thì có liên quan gì việc ông trừ tôi là châu là ngựa hay là chuột tôi vẫn là tôi con người sống trên đời khó tránh khỏi có lúc bị người khác bực tức chỉ trích oán trách nói xấu thậm chí miệt thị phỉ báng nếu vì thế mà bực tức thì quả là không đáng chút nào kinh phật có viết con người phải bát phong bất động đối diện với sự đả kích của người khác càng phản ứng mãnh liệt thì càng không có hồi kết chi bằng không động tĩnh gì thì sẽ chẳng điều gì lay động nổi không tức giận tâm thái thuyền không chớ coi mình là quan trọng trang tử kể câu chuyện ví von rất hay về chiếc thuyền không nếu bạn ngồi trên một chiếc thuyền đang đi trước mặt là một chiếc thuyền đi đến người trên thuyền đó không điều khiển thuyền thích hợp đâm vào thuyền của bạn lúc đó rất có thể bạn sẽ tức giận nhưng nếu trên con thuyền đó không có người là con thuyền không trôi giạt đến thì bạn có tức giận không căn bệnh thường gặp của con người là quá chấp vào tự ngã quá coi trọng bản thân cứ coi mình là quan trọng quá coi trọng bản thân thì dễ nảy sinh tranh chấp với người nếu có tâm thái thuyền không thì mới giảm thiểu phân tranh con người mới ít tức giận trong cuộc sống có rất nhiều việc chỉ dựa vào tức giận thì không giải quyết được vấn đề hạ thấp tư thế thái độ xuống không coi mình là quan trọng thì sẽ dễ dàng hóa giải mâu thuẫn không tức giận bất luận gặp sự việc gì thì trên đời luôn có lối đi trong những câu chuyện ngụ ngôn của trang tử có một số người hình dạng không giống người thường trong đó có người tàn tật bẩm sinh có người bị hình phạt mà chân tay không còn đủ từ bề ngoài mà nhìn, điều kiện thân thể họ khác với người thường, nhưng trong số họ có người có hoài bão, có người có lý tưởng, có người sống rất vui vẻ, cũng có người rất thành công, thật xứng danh kỳ nhân dị sĩ. Có một người tên là Chi hai vai ông ta cao hơn đỉnh đầu, đầu cúi thấp xuống đến rốn, búi tóc vốn búi phía sau thì lại trồng ngược lên trời. Ngũ tạng lục phủ của ông ta bị ép ra sau lưng, ông ta là người gù lưng, hai chân mọc ở hai bên sườn, theo miêu tả này của Trang Tử, thì Chiliuser không chỉ là người xấu xí mà còn có phần dữ tợn, trông giống một con quái vật. Chiliuser sống như thế nào? Ông ta vá may, giặt quần áo cho người ta, cũng đủ nuôi sống bản thân. Ông vẫn còn dư sức đi xảy thóc sàng gạo cho người ta, tiền kiếm được đủ nuôi sống 10 người. Trang Tử cho rằng, người tàn tật bẩm sinh giống Chiliuser thế này, chỉ cần tự làm lấy mà ăn thì cũng có thể tự nuôi sống mình, vui vẻ hưởng tuổi trời trang tử còn kể chuyện một người tên là ai đại tha cũng là người xấu kinh thiên địa khốc quỷ thần nhưng ông ta lại có sức hấp dẫn thần kỳ đàn ông ở cùng ông ta một thời gian thì sẽ lưu luyến đức hạnh của ông ta mà không muốn rời xa phụ nữ một khi gặp mặt ông ta thì sẽ về nhà nói với mẹ cha rằng gả cho ông ta làm thiếp còn hơn gả cho người khác làm chính thê trang tử cho rằng trên thế giới này có loại người như thế này ngoại hình rất bình thường thậm chí xấu xí nhưng nội tâm có một sức mạnh của nhân cách có thể bất chi bất giác lôi cuốn người khác đến bên mình. Sức mạnh chân chính của một người không biểu hiện ở một loại tài hoa chắc Việt nào, cũng không biểu hiện ở một loại kỹ xảo rực rỡ nào, mà là ở một loại sức ngưng tụ hòa ái. Trang tử lấy người khuyết tật bẩm sinh và người hậu thiên thân thể không vẹn toàn để ví đời người thường có hai loại tao ngộ, bẩm sinh không đầy đủ và hậu thiên không thuận lợi. Không phải ai cũng lớn lên trong lầu vàng gác ngọc, đại đa số đều xuất thân từ gia đình phổ thông, thậm chí có người gia cảnh bần hàn cha mẹ có thể cho rất ít chỉ có thể dựa vào bản thân vật lộn với cuộc sống mỗi người thiên phú cũng khác nhau khác nhau về tướng mạo trí lực trong hành trình cuộc đời đại đa số khó mà tránh được những sự việc không thuận lợi thế nên mới nói đời người việc không như ý thì có tám chín phần tức giận quán trách đều không có tác dụng gì chi bằng học trí huệ của trang tử tích lũy kiến thức đức hạnh tạo dựng con đường đi của mình không tức giận đại lộ thông thiên mỗi người đi một bên mỗi người có cách nói của riêng mình trang tử nói gà rừng trong núi tìm mồi không dễ đi mười bước mới tìm được một con sâu đi một trăm bước mới tìm được giọt nước nhưng nó vẫn không muốn bị nhốt trong lồng bởi vì trong lồng tuy không lo ăn lo uống lông bóng mượt nhưng mất đi tự do thì chẳng vui vẻ gì một đời người cũng vậy tự do vui vẻ quan trọng hơn thành công phát đạt rất nhiều một thiền sư đến bên sông thấy ngư phủ thả lưới. Một con cá vùng vẫy thoát ra khỏi lưới. Thiền sư vui mừng kêu lên, hay quá, con cá thoát khỏi lưới. Thiền sư sở dĩ khen là vì con người cũng nên nhảy thoát ra khỏi cái lưới của tình thế gian, có được tự do, nhảy thoát ra khỏi phiền não thế gian, được giải thoát. Trang tử kể một câu chuyện lỗ hồng nuôi chim. Ở ngoại thành nước lỗ có một con chim biển rất lớn bay đến, quốc quân nước lỗ rất vui thích liền cung kính rước chim biển vào trong thái miếu tấu nhạc kiều thiểu rất long trọng để cho chim vui, rồi chuẩn bị rượu ngon cho chim uống, mổ dê bò cho chim ăn. Hàng ngày đều dùng những nghi lễ này để cung phụng chim biển. Chim biển này thì sao? Ánh mắt liêm diêm, thần sắc u uất, không ăn một miếng thịt, không uống một giọt rượu, cứ u uất uất như thế ba ngày rồi chết. Chim biển bay lượn trên trời xanh, thả chết chứ không chịu bị trói buộc trong lồng. Kỳ thực, khi nội tâm bạn rất lớn mạnh thì tất cả các sự tình đều biến thành nhỏ bé chúng ta cứ thử thay đổi tâm cảnh thay đổi suy nghĩ có lẽ sẽ thấy thế giới đổi khác rất nhiều câu chuyện thứ hai lòng tham chính là gánh nặng cuộc đời lòng tham của con người cũng giống như cái túi không có đáy cái túi không có đáy thì dù có đựng bao nhiêu vàng bạc của quý cũng không thể nào đầy được và nếu không vứt bỏ những ham muốn vô ích thì đó chính là gánh nặng mà bạn phải mang theo suốt đời ham muốn của con người là gì có một người lữ hành đến chùa thăm vị thiền sư đang tu hành tại đây mong thiền sư giải được mối nghi ngờ của mình khi đến chùa người lữ khách hỏi thưa thầy ham muốn của con người là gì vị thiền sư liếc nhìn vị lữ khách và nói anh về trước đi chưa mai quay lại đây và nhớ là không được ăn uống gì vị khách tuy không hiểu dụng ý của thiền sư nhưng vẫn làm ngày hôm sau anh ta lại đến gặp thiền sư vị thiền sư hỏi bây giờ anh có đói và khát không người khách liếm đôi môi nứt nẻ của mình và đáp lại vâng rất đói tôi có thể ăn một con bò và uống hết một vũng nước bây giờ thiền sư mỉm cười bảo vậy thì bây giờ anh theo tôi hai người đi bộ một quãng đường dài và đến một khu rừng đầy táo thiền sư đưa cho anh ta một cái túi lớn và nói bây giờ anh có thể vào rừng hái trái cây ngon và hấp dẫn nhưng anh phải mang về chùa để thưởng thức chúng nói xong thiền sư xoay người rời đi khi mặt trời lặn người lữ khách mang một túi đầy trái cây trên vai bước đi một cách vụng về và đẫm mồ hôi đến gặp vị thiền sư thiền sư nói bây giờ anh có thể ăn những quả táo này người lữ khách không thể chờ đợi đưa tay ra và lấy hai quả táo lớn và nhai chúng trong tích tắc anh ta ngấu nghiến hai quả táo và ăn sạch người lữ khách vuốt ve cái bụng căng phồng của mình và nghi ngờ nhìn thiền sư thiền sư hỏi anh còn đói không vị khách trả lời không tôi không thể ăn bất cứ thứ gì bây giờ Vị thiền sư chỉ vào chiếc túi gần như đựng đầy trái cây và hỏi, vậy những trái cây mà anh cố hái và nhọc sức mang về này có ích gì? Người lữ khách chợt nhận ra, thứ mà anh ta thực sự cần chỉ là hai quả táo là đủ thỏa mãn cơn đói, những quả táo còn lại chẳng qua chỉ là những gánh nặng vô ích và đó chính là ham muốn của con người. Trong cuộc sống, nhiều lúc lòng tham và ham muốn đã trở thành thói quen trong mỗi suy nghĩ và hành động của chúng ta. Lòng tham của con người là vô hạn, không biết bao nhiêu để được gọi là đủ, Lòng tham được thể hiện dưới nhiều hình thức khác nhau, lòng tham muốn càng cao thì lại càng khổ nhiều. Nếu con người cứ mãi chạy theo lòng tham thì cuối cùng nó sẽ là gánh nặng cho họ. Người tham lam cuối cùng sẽ mất mọi thứ. Ngày xưa, có một vị thần đi dạo xuống cõi trần. Sau đó, ông thấy một người phàm cũng đang đi dạo trên đường. Vị thần liền tới và đi cùng người kia, cũng giống như một người bình thường. Một lúc sau, người đàn ông cảm thấy khát. Ông ta thấy ông kia đang mang một bình nước bên hông, vì thế ông ta hỏi: "Có còn nước trong bình của ông không?" Vị thần đưa bình nước cho ông ta và nói: "Cả bình còn đầy, ông có thể uống bao nhiêu tùy ý." Người đàn ông uống hết bình nước và cảm thấy nó chỉ thỏa được một chút cơn khát nhưng cũng làm xua tan sự mệt nhọc. Họ tiếp tục đi một lúc thì ông ta đột nhiên nói: "Tôi ước gì nó là rượu vang ở trong bình của ông." Vị thần mỉm cười, đưa bình nước cho ông ta nói: "Có rượu trong đó, cứ uống nếu ông muốn." Ông ta không tin, nhưng vẫn uống thử. Và rất ngạc nhiên, những gì ông ta uống là rượu vang, rất thơm ngon. Ông ta ngạc nhiên và nghĩ người bạn đồng hành của mình phải là một vị thần, bởi vì chỉ có thần mới có thể làm thế. Với ý nghĩ đó, ông bèn hỏi thêm, bây giờ tôi ước gì nó là thuốc tiên trong cái bình của ông. Vị thần cười và mở nắp bình. Người đàn ông nghĩ vị thần chắc lại cho mình thuốc tiên, nên ông ta mở miệng ra và chờ đợi. Nhưng chẳng có gì trong bình vị thần lắc cái bình một lần nữa và biến mất người tham lam muốn mọi thứ nhưng cuối cùng họ sẽ mất mọi thứ trong cuộc sống nếu chúng ta không biết cách kiềm chế lòng tham những suy nghĩ xấu xa sẽ có cơ hội nảy sinh tiết chế được lòng tham thì chúng ta mới có thể hóa giải được sự cố chấp của bản thân khi đó cuộc sống mới cảm thấy nhẹ nhàng thanh thản đức khổng tử từng dạy người quân tử có ba việc phòng ngừa lúc nhỏ khí huyết chưa sung túc phải giữ gìn sắc dục khi đã trưởng thành khí huyết thịnh vượng phải phòng ngừa tính ham tranh đấu khi về già khí huyết suy nhược cần tránh tính tự đắc tham lam chính vì vậy bạn hãy cố gắng làm giàu một cách chính đáng bằng chính khả năng của mình những thứ không thuộc về mình thì đừng bao giờ tìm cách chiếm đoạt đừng đánh mất cuộc đời bởi tham vọng không tham cầu quá mức mà bất chấp cả đạo lý làm người sống yêu thương chân thành không tính toán không vụ lợi sẵn sàng chia sẻ với những người có hoàn cảnh khó khăn rồi hạnh phúc sẽ mỉm cười với tôi với bạn và với tất cả mọi người câu chuyện thứ ba lão tử chiếm cứ càng nhiều thì họa càng lớn lão tử giảng đa tảng tất hậu vong nghĩa là chất chứa chiếm cứ nhiều thì tất sẽ mất nhiều có lẽ điều khiến con người mê lạc nhất chính là dục vọng muốn chất chứa chiếm cứ người bị thứ ham muốn này vây khốn thì nhân sinh sẽ không hạnh phúc thậm chí chiếm cứ càng nhiều thì họa càng lớn câu chuyện của gian thần nghiêm tung chất chứa là thể hiện sự tham lam mê lạc thủ phụ nội các triều nhà minh nghiêm tung từng có lần tổ chức sinh nhật quan văn quan võ trong triều đều đến chúc mừng lễ vật chúc mừng sinh nhật nghiêm tung được xếp thành đống cao như một ngọn núi nhỏ lúc ấy nghiêm tung bán quan bán chức con trai nghiêm tung là nghiêm thế phiên nắm giữ công bộ gia sản của cha con nhà ông ta vượt qua cả quốc khố tiệc tổ chức sinh nhật nghiêm tung kéo dài đến nửa đêm mới kết thúc đợi quan khách ra về hết thì người quản ra khóa cổng khi ấy đúng vào mùa đông thời tiết vô cùng lạnh giá một vị ngự sử bị lạc đường quanh quẩn ở trong hoa viên lạnh cóng cả người người quản gia nhà họ nghiêm thấy vậy bèn mời vị quan ngự sử đến phòng của mình và tiếp đãi quan ngự sử vô cùng cảm kích lòng tốt của người quản gia này người quản gia nói hiện giờ là tôi giúp ngài nhưng tương lai có thể ngài phải giúp tôi ngài thiếu tôi một mảnh nhân tình tương lai thỉnh xin ngài tha cho tôi một mạng vị quan ngự sử không hiểu nói Nghiêm gia đang hưng thịnh như mặt trời ban trưa, thân phận của ông cũng vô cùng tôn quý. Làm sao cần đến tôi tha cho ông một mạng? Kết quả mấy năm qua đi, nghiêm tung thất thế, về sau chết không có chỗ chôn. nghiêm thế phiên bị giết, nghiêm phủ bị tịch thu hết, người quản gia cũng bị xử chết vì tội nhận hối lộ. Nhưng vị quan ngự sử lúc trước đã giúp đỡ ông ta tránh được tội chết, chỉ bị đi lưu đẩy biên ải. Nhà văn Phùng Mộng Long Triều Minh nói cha con nghiêm tung. Nghiêm Thế Phiên đọc đủ các loại sách nhưng kiến thức lại không hơn một người quản gia, thân chết nhà mất, thật là đáng tiếc. Từ xưa đến nay, trăng tròn rồi trăng lại khuyết, thủy chiều lên rồi lại xuống, thịnh cực tất suy, đó chính là thiên đạo. Người không biết giảm bớt phóng túng thì chỉ có thể tự nhận kết cục diệt vong. Hòa thân triều nhà thanh nắm quyền trong 20 năm, tham ô hơn một tỷ lượng bạc trắng, ruộng đất mấy ngàn khoảnh, nhà lầu mấy trăm mảnh, tài sản của hòa thân tham ô được lớn hơn khoản thu của quốc gia trong 15 năm cộng lại. Nhưng kết cục thì sao? Cho đến hôm nay, hòa thân bất quá chỉ là một con người để người đời cười nhạo, châm biếm mà thôi. Câu chuyện của chiết tượng Trong hậu hán thư có ghi chép lại câu chuyện về chiết tượng, chiều nhà hán như sau. Chiết tượng tự là bá thức, sống ở địa phương Quảng Hán gần sông Lạc. Chiết tượng sinh ra trong một gia đình giàu có, có nhiều người làm quan lớn. Ông nội của chiết tượng được phong là chiết hầu, cha của ông được Phong làm thái thú Úc Lâm. Từ nhỏ, Triết Tượng đã rất nhân từ, chăm chỉ hiếu học, lớn hơn một chút, ông tinh thông kinh dịch và các lời dạy của thánh nhân. Sau khi cha qua đời, Triết Tượng là chủ gia đình và nắm trong tay một khối gia sản lớn. Triết Tượng hiểu được triết lý đa tàng tài vật, Việt Phong hậu, Việt dung dịch phát sinh tai vong chi hoạn, chất chứa tài vật càng nhiều thì càng dễ dàng xảy ra tai họa. Vì vậy ông bắt đầu lấy tài sản của gia đình mình giúp đỡ người thân khốn khó và những người nghèo khổ trong vùng có người biết triết tượng làm như vậy thì khuyên rằng ông có ba trai hai gái con cháu lại đầy đàn cần phải tiếp tục làm tăng gia sản lên chứ hả cớ gì mà lại cho đi như vậy triết tượng nói xưa kia đấu tử văn từng tự mình làm hao tổn gia sản của mình và nói ta vì trốn họa chứ không phải sợ giàu có gia đình tôi tích lũy gia sản đã từ lâu tràn đầy tất sẽ chiêu mời tổn hại hiện giờ thế đạo suy bại con cháu vô tài nếu như bất nhân mà giàu có thì thật sự là mầm của họa bất hạnh tường có khe hở mà càng cao thì càng dễ đổ sụp đấu tử văn mà chiết tượng nói tới là người nước sở thời xuân thu chiến quốc từng được phong làm lệnh doãn nắm giữ quyền lớn ông từng lấy gia sản của mình để cứu giúp nước sở lúc khốn khó lão tử giảng thậm ái tất đại phí nghĩa là yêu thích điều gì đó nhiều thì tất sẽ hao tổn nhiều một người có tham dục quá mức thì tất sẽ có hao tổn lớn nhà phật giảng rằng hết thảy danh lợi tình đều là vật ngoại thân khi sinh không mang theo đến khi chết không mang theo đi cho nên người ta chỉ khi có thể coi hết thảy đều là vật ngoại thân như mây khói thoảng qua thì mới buông bỏ được tâm chiếm cứ còn như một người luôn lo được mất chiếm giữ lấy được nhiều cho thỏa dục vọng bản thân thì sẽ khiến tâm linh không thể an bình câu chuyện thứ tư cuộc đời này biết bao người đã thua ở một chữ đợi thời gian tựa như dòng nước trôi không ngừng nghỉ nếu chúng ta không trân quý từng phút giây trong cuộc sống thì nó sẽ vụt qua rất nhanh, dù có tiền nhiều đến mấy cũng chẳng thể mua lại được. Tại một ngôi chùa cổ ở Nhật Bản, có một cậu bé mới 9 tuổi tên là Thân Loan, sau này là người sáng lập chân tông Tịnh Độ, quyết định xuất gia đi tìm thiền sư để xuống tóc. Khi gặp được thiền sư đã hỏi ông rằng: "Con còn nhỏ thế này tại sao đã muốn xuất gia?" Lúc đó, Thân Loan trả lời: "Năm nay mặc dù cháu mới 9 tuổi nhưng bố cháu đã qua đời, cháu không biết vì sao con người phải chết." Vì sao cháu và bố cháu phải rời xa nhau? Vì thế để hiểu được đạo lý này, cháu nhất định phải xuất gia." Vị thiền sư nói, "Được, ta hiểu rồi. Ta đồng ý nhận con làm đồ đệ, nhưng hôm nay muộn rồi, chờ đến sáng sớm mai ta sẽ xuống tóc cho con." Thân Loan nghe xong liền nói, "Thưa sư phụ, mặc dù sư phụ nói là chờ đến sáng sớm mai sẽ cắt tóc cho con, nhưng con còn nhỏ, con không dám chắc quyết tâm đi tu của con có còn giữ được đến sáng mai không." mà sư phụ thì đã nhiều tuổi thế này rồi sư phụ có dám chắc sáng mai tỉnh dậy sư phụ vẫn khỏe mạnh không vị thiền sư nghe xong liền nói tốt tốt con nói rất hay những gì con nói đều đúng ta sẽ xuống tóc cho con ngay bây giờ vạn vật của thế giới luôn nằm trong sự biến đổi không ngừng nghỉ con người cũng vậy không ai biết được tương lai sẽ ra sao ngày mai cũng không chắc chuyện gì sẽ đến có những biến cố bất ngờ trong một khoảng thời gian vô cùng ngắn cũng có thể khiến ta mất đi ngày mai vĩnh viễn. Vì vậy ngày hôm nay, khi ta muốn làm một điều gì đó hãy bắt tay làm, đừng chờ đợi. Xưa nay, có biết bao nhiêu người thua bởi một chữ đợi, đợi đến một ngày nào đó, đợi tương lai, đợi đến khi hết bận, đợi lần sau, đợi khi có thời gian, đợi khi có điều kiện, đợi khi có đủ tiền, đợi cho đến khi không còn duyên phận, đợi đến khi thời thanh xuân trôi qua, đợi đến khi không còn cơ hội đợi đến khi không còn lựa chọn, chẳng ai biết trước được tương lai sẽ ra sao, có nhiều việc đợi sẽ thành mãi mãi, đừng để bản thân có quá nhiều nuối tiếc. Đặc biệt có rất nhiều các bậc cha mẹ, ngày qua ngày vẫn đang chờ đợi trong mỏi mòn. Chờ con biết đi rồi mới an tâm. Chờ con đi học mới an tâm. Chờ con thi đậu đại học mới an tâm. Chờ con tìm được công việc mới an tâm. Chờ con tìm được người bạn đời mới an tâm. Chờ con kết hôn mới an tâm chờ con sinh em bé mới an tâm chờ cháu biết đi mới an tâm chờ cháu đi học mới an tâm chờ cháu thi đậu đại học mới an tâm đáng tiếc cuối cùng bọn họ đều chưa kịp hưởng thụ cuộc sống đã vội rời khỏi thế gian này nhân sinh năm điều không thể chờ đợi nghèo khó không thể đợi bởi vì thời gian lâu rồi bạn sẽ chết vì đói khỏe mạnh không thể đợi bởi vì thân thể một khi suy kiệt rồi hết thảy mọi thứ đều vô nghĩa giáo dục không thể đợi bởi vì cây non mà siêu vẹo thì khi trưởng thành rất khó để uốn nắn hiếu kính không thể đợi bởi vì cha mẹ mất rồi muốn hiếu kính cũng chẳng còn cơ hội thanh xuân không thể đợi bởi thời gian trôi qua có nhiều tiền nữa cũng không mua lại được cuộc sống luôn ẩn chứa những điều bất ngờ mà bạn khó có thể lường trước đời người như bóng câu qua cửa sổ chỉ thoáng chốc thôi là sinh mệnh đã trở về với đất cuộc sống này ngắn ngủi là vậy cho nên cần tận dụng thời gian làm những việc có ý nghĩa mới là quan trọng nhất quý trọng duyên phận quý trọng thời gian chính là quý trọng tính mạng của chính mình câu chuyện thứ năm sống là do ở ưu hoạn cần lao chết là do ở yên nhàn cật lạc cổ nhân có câu đường đời chật hẹp người chen lấn ngõ đạo thanh thang hiếm kẻ tìm xưa nay nói về lối sống an bần lạc đạo lánh đục tìm trong thoát tục mà không khổ ải cần kiệm mà không cực đoan cầu nhàn mà không an giật thì người ta thường hay ca tụng cái triết lý sống nhàn của trạng trình Nguyễn Bình Khiêm. Sinh thời, Nguyễn Bình Khiêm có nhiều danh xưng khác nhau như Thanh Sơn Đạo Sĩ, Thanh Sơn Chân Nhân, Bạch Vân Am Cư Sĩ, Tuyết Giang Phu Tử. Ông được biết đến như một nhân vật lịch sử tài hoa lỗi lạc và có tầm ảnh hưởng rất lớn đối với bối cảnh chính trị xã hội Việt Nam thế kỷ thứ 16. Nguyễn Bình Khiêm còn được người đời nhắc tới với tài văn chương trác tuyệt, một nhà tư tưởng nho gia đức cao vọng trọng, một bậc thầy về toán quái và phong thủy học với tài nghệ tiên tri đệ nhất từng nhiều lần tiên đoán chính xác về các tiến trình phát triển của lịch sử Việt Nam thời kỳ phong kiến. Năm 73 tuổi, ông treo ấn tử quan, về quy ẩn nơi quê nhà, dựng am Bạch Vân, lấy hiệu là Bạch Vân cư sĩ sống cảnh vui thú điền viên, hòa mình với thiên nhiên, mang phong thái thanh tao của bậc ẩn sĩ với triết lý sống nhàn. Tư tưởng thoát tục cầu an đầy trí huệ đó được tác giả thể hiện rất rõ qua những dòng thơ. Một mai, một quốc, một cần câu. Thơ thần giàu ai vui thú nào. Ta dại, ta tìm nơi vắng vẻ. Người khôn, người đến trốn lao sao. Thu ăn măng trúc, đông ăn giá Xuân tắm hồ sen, hạ tắm ao. Rượu đến cội cây ta sẽ uống. Nhìn xem phú quý, tựa chiêm bao. Nhàn Nguyễn Bình Khiêm. Tìm về cội nguồn lịch sử xa xưa, triết lý sống nhàn đã có thời từng được xem là phép dưỡng sinh của các bậc thánh nhân hiền triết. Tuy nhiên, ngày nay cái lối sống nhàn theo kiểu thanh tao thoát tục ấy đã không còn mấy ai để tâm đến nữa cùng với sự phát triển của khoa học kỹ thuật các khí cụ hiện đại dần dần thay thế sức lao động của con người kéo theo đó là những hệ lụy mà nó gây ra đã khiến cho con người ta trở nên lười biếng chỉ muốn hưởng thụ đua đòi chạy theo vật chất tầm thường nhỏ nhen và đầy dung tục cái thói quen xấu ăn không ngồi rồi không biết tự khi nào đã len lỏi vào mọi tầng lớp trong xã hội nó dễ khiến cho con người ta sinh ra phiền não an giật và vô dụng đồng thời còn nảy sinh tâm lý nhàm chán bất an giống như nhân vật được kể trong tích chuyện dưới đây chuyện kể rằng khi xưa có một kẻ nọ suốt ngày chỉ biết ăn không ngồi rồi mà sinh ra lo lắng lo trời đổ đất long thì thân mình không biết nương tựa vào đâu anh ta lo quá đến nỗi bỏ cả ăn quên cả ngủ có người thấy thế mà đâm lo thay cho anh ta mới giảng giải cho biết rằng trời chỉ là do không khí chứa đầy lại mà thôi không có chỗ nào là không có không khí anh co duỗi hít thở suốt ngày ở trong vòng trời thì việc gì lo trời đổ anh ta nói trời mà quả là không khí thì còn mặt trời mặt trăng các ngôi sao chẳng có lúc xa xuống ư người kia lại giảng mặt trời mặt trăng cũng là thứ hoặc phát quang hoặc thụ quang ở tầng không khí nếu có xa xuống nữa thì chẳng qua cũng là khí mà thôi có hại chi đến người anh ta lại lo lắng hỏi thế còn đất lở thì sao người kia lại giảng đất là một khối rất to đâu đâu cũng có đất cả ta đi đứng suốt ngày ở trên mặt đất thì lo gì đất lở mà không có đất anh kia nghe chừng hiểu ra mừng lắm anh đến giảng giải cũng lấy làm thích và mừng lắm câu chuyện trên đứng dưới góc độ thiên văn địa lý mà xét thì thấy không hợp lẽ cho lắm song lại biểu đạt được cái ý rằng khi khuyên người thì phải phù hợp với nhận thức của người đồng thời cũng có ngụ ý nhắc nhở người ta sống thì không nên nhàn dối quá mà sinh lo nghĩ quẩn quanh bế tắc làm tổn hại đến bản thân và tạo thêm gánh nặng cho xã hội lo xa quá thì dễ quên đi cả việc hiện tại quả thực cái nhàn rỗi hại người ta hơn cả thuốc độc những tưởng một cuộc sống hưởng thụ là một cuộc sống tốt đẹp nào có ai ngờ càng nhàn rỗi thì lại càng thêm phiền muộn càng thêm lo sợ người trẻ sợ thất bại sợ cô đơn người già sợ bệnh tật sợ chết sớm sợ không có người thừa kế thậm chí lo đến cả những việc tưởng chừng quá xa quá sức lo trời đổ đất long cứ thế tưởng sống mà như đang chết mòn từng ngày. Ngạn ngữ có câu, đừng bao giờ bán mình cho lạc thú, hãy hướng về phía mặt trời và bóng tối sẽ ngả về sau bạn. Lã Đông Lai một danh nhân kiệt suốt đời nhà Tống từng nói. Những lúc thanh nhàn thử nghĩ mà coi, vì đâu mà trí khí ta phải suy kém, vì đâu mà công việc ta phải hư hỏng, vì đâu mà uổng mất một đời rồi cùng nát với cỏ cây, vì đâu mà hóa ra hôn mê, không biết quay đầu lại, rồi lại đem theo cái tiếng xấu về sau vì đâu mà chảnh mảng không lo xa rồi đến nỗi mắc vào tội vạ. Ấy rút lại mấy điều là chỉ bởi ăn không ngồi rồi mà sinh ra cả. Sự ăn không ngồi rồi sự thực là cái cửa của những điều ác. Cửa ấy người giỏi vào đến lúc ra thì mê, người cương trực vào đến lúc ra thì liệt nhược, người thanh khiết vào đến lúc ra thì ô uế. Sự ăn không ngồi rồi hại thân, hại nhà, hại nước, thật là đáng sợ. Ôi, ở đời chết vì thuốc độc thì muôn người họa mới phải một người, chứ chết về ăn không ngồi rồi, thì thật nhiều cái độc ăn không ngồi rồi rất thàm rất hại người đời thường sống những khi lo lắng gian khổ mà chết về những lúc sung sướng yên nhàn lẽ ấy rất rõ mà người đời không biết sợ là vì không chịu xét đến nơi cổ ngữ có câu nhàn cư vi bất thiện bởi thế nên người ta cho dù nghèo hèn hay giàu sang đều cần phải biết dưỡng thân sinh ưu ưu cần tử ưu ưu lạc sống là do ở ưu hoạn cần lao chết là do ở yên nhàn cật lạc sống cuộc sống thanh nhàn đúng nghĩa như thầy Tuyết Giang phu tử Nguyễn Bình Khiêm thì thật là hiếm có. Giá như ai ai cũng có thể quay đầu hồi thăng, nhìn lại mà học hỏi cái lối sống thanh tao cần kiệm, giỏi giang trí huệ mà đầy khiêm nhường trọng đức của người xưa. Sống được như vậy mới thực là đáng sống. Câu chuyện thứ sáu, hương vị của hạnh phúc. Trong cuộc sống, với mỗi người khác nhau, hạnh phúc mà họ nghĩ đến sẽ khác nhau. Có bao giờ, bạn suy nghĩ và tự đặt câu hỏi hạnh phúc thực sự là gì chưa? câu chuyện nhỏ sau đây sẽ mách bảo bạn một chút về hương vị của hạnh phúc một ngày nọ bụt gặp một lão nông dân đang tỏ ra rất đau khổ ông thưa với bụt rằng con trâu của con vừa mới chết không có nó để cày ruộng thì làm sao con có thể gieo lúa được bụt nghe xong liền hóa ra một con trâu khỏe mạnh cho lão nông dân có được trâu để cày lão nông dân tràn đầy niềm vui và hạnh phúc rồi bụt lại gặp một người đàn ông lang thang trên đường phố người đàn ông buồn bã nói với bụt tiền của con đã bị người khác lừa mất điện thoại cũng bị cướp con không biết làm sao để về quê đón tết nghe vậy bụt đã cho người này tiền và anh ta cảm thấy mình thật may mắn và hạnh phúc một ngày khác bụt gặp một nhà thơ nhà thơ trẻ đẹp trai tài giỏi giàu có vợ đẹp hiền nhưng không hạnh phúc bụt hỏi anh ta con không hạnh phúc sao ta có thể giúp con được không nhà thơ nói con có tất cả nhưng con cảm thấy thiếu một thứ là hạnh phúc Bụt có thể cho con không? Bụt trả lời, có, rồi lấy đi tất cả những gì mà nhà thơ đang có, lấy đi tài năng của nhà thơ, hủy hoại khuôn mặt tuấn tú, lấy đi tài sản và sinh mệnh của người vợ xinh đẹp. Sau đó, Bụt rời đi. Một tháng sau, Bụt quay trở lại gặp nhà thơ. Lúc này, nhà thơ đang sống trong cảnh chết dở vì đói, nằm vật vã trên mặt đất trong bộ quần áo rách dưới. Vì vậy, Đức Phật đã trả lại cho nhà thơ tất cả những gì đang có trước đó rồi lại bỏ đi nửa tháng sau bụt lại đến gặp nhà thơ lần này nhà thơ vòng tay ôm vợ và không ngừng chắp tay cảm ơn bụt vì bây giờ anh cảm thấy thật sự rất hạnh phúc câu chuyện nhỏ trên cũng đã giúp chúng ta phần nào hiểu một chút thế nào là hạnh phúc hạnh phúc đâu phải là thứ gì quá xa xỉ mà ta phải kiếm tìm ở những chân trời xa xôi biết chấp nhận và hài lòng với những gì mình có luôn là con đường nhanh nhất dẫn bạn đến cuộc sống hạnh phúc hạnh phúc xem ra là niềm vui nảy sinh khi nhu cầu của một người được đáp ứng nó là một loại cảm giác phát ra từ trong tâm của mỗi người chính vì là cảm giác nên không có định nghĩa tuyệt đối về hạnh phúc một người có hạnh phúc hay không phụ thuộc vào cách trái tim họ cảm nhận về điều nào đó ví dụ khi bạn đói ai đó cho bạn một cái bánh mì để lót dạ đó là hạnh phúc khi bạn mệt mỏi có một nơi để về nghỉ ngơi đó cũng là hạnh phúc và khi bạn buồn ai đó vỗ lên vai bạn nói đừng buồn nhé đó cũng là niềm hạnh phúc hạnh phúc đôi khi đơn giản chỉ là mỗi sáng thức dậy biết mình còn tồn tại trong cuộc sống này trong khi có biết bao con người bất hạnh chỉ mong được có một ngày trọn vẹn không đau ốm bệnh tật đã là một điều xa xỉ ta có thật nhiều những ngày sống trong mạnh khỏe dẻo dai hà cớ chi lại đem phung phí vào những mối bận tâm không đáng có một câu nói khi bạn có sức khỏe bạn có cả trăm ngàn ước mơ nhưng khi không có sức khỏe bạn chỉ có một ước mơ duy nhất là khỏe mạnh chính vì vậy lúc còn khỏe mạnh chúng ta hãy biết trân trọng những gì mình đang có hạnh phúc là khi được nhìn thấy những người mình thương yêu khỏe mạnh là được nhìn thấy nụ cười hồn nhiên của đứa em khi nhận được món đồ chơi anh chị tặng là chiều chiều thấy bà móm mém ngồi bên hiên nhai miếng trầu thơm là được lang thang một mình trên phố ngắm dòng người tất bật ngược xuôi giữa hoàng hôn nắng nhẹ và còn biết bao nhiêu điều bình dị khác có thể đem lại cho ta những niềm hạnh phúc chỉ là đôi khi vô tình ta lãng quên đi hạnh phúc là thứ cảm xúc vô hình ta không thể nhìn thấy được nhưng lại thù hình thành những điều giản đơn quanh ta mà chỉ khi ta thực sự biết hài lòng với cuộc sống này mới có thể nhìn thấy được bằng trái tim chính vì vậy chúng ta phải biết tận dụng từng giây từng phút cuộc đời trao tặng sống và yêu thương hết mình hạnh phúc sẽ từ khắc tìm đến với bạn và tôi câu chuyện thứ bảy hãy quý trọng và đừng lãng phí thời gian thời gian là vàng câu nói đó là đúng với mọi hoàn cảnh vì thời gian luôn vận động vĩnh hằng trong cuộc sống mỗi giây mỗi phút đi qua nó sẽ không bao giờ quay trở lại nữa vì vậy chúng ta cần phải biết quý trọng thời gian cố gắng cho những gì hiện tại để sau này khi nhìn lại sẽ không phải hối tiếc có thể bây giờ bạn đang còn trẻ bạn đang còn rất nhiều thời gian cho cuộc đời nhưng nếu cứ lãng phí để thời gian trôi đi như một cơn gió thì đến cuối cuộc đời bạn mới cảm thấy nuối tiếc về quãng thời gian đó cổ nhân có câu nhân thân nan đắc để được sinh ra và sống trên cuộc đời này là điều vô cùng đáng quý. Tuy nhiên, rất nhiều người để thời gian trôi qua lãng phí hơn là tận dụng từng giây phút trong cuộc sống ngắn ngủi này. Đặc biệt, những người trẻ tuổi trong giai đoạn tuổi xuân thường cho rằng thời gian còn nhiều nên chưa biết quý trọng cho những gì hiện tại, để khi lớn rồi già đi, quay đầu nhìn lại thì bao nhiêu dự định và ước mơ vẫn còn dang dở. Có một câu chuyện nhỏ thế này, một đứa trẻ học thư pháp từ một cụ già, và cậu thường sử dụng những tờ báo phế thải để luyện thư pháp trong nhiều năm nhưng cậu bé cảm thấy không tiến bộ nhiều cậu bé buồn phiền than với cụ già cụ cười và nói với cậu nếu bây giờ để con viết trên tờ giấy đẹp nhất con có thể viết đẹp và hay hơn cậu bé xoa đầu hỏi lý do ông cụ nói khi con tập viết trên tờ báo cũ con luôn cảm thấy mình đang viết nháp dù viết không hay thì cũng không thành vấn đề sau này sẽ có cơ hội nên con không thể tập trung hoàn toàn Thay vào đó, nếu con sử dụng tờ giấy tốt nhất để viết, con sẽ cảm thấy cơ hội là quý giá và con sẽ có một tâm lý rất chính chắn. Vì vậy con sẽ chú ý và viết bằng cả trái tim của mình hơn so với khi luyện tập bình thường. Vì vậy con có thể viết tốt hơn. Trong cuộc sống, chúng ta thường nghĩ rằng mình còn nhiều thời gian. Những gì làm chưa tốt của ngày hôm nay thì ngày mai sẽ làm lại. Nhưng rốt cuộc ngày mai lại không cố gắng, để rồi bao nhiêu ước mơ vẫn chỉ là mơ ước. Cuộc sống không nên được viết nháp và cuộc sống thực sự cho phép chúng ta cơ hội để viết ra một bản nháp bởi vì nhiều việc chúng ta nghĩ và làm sẽ không có cơ hội làm lại vì vậy chúng ta hãy trân trọng cơ hội đang có thực hiện mỗi ngày một cách nghiêm túc những việc mình làm mỗi người hẳn ai cũng có những sai lầm trong đời nếu có thể quay ngược thời gian người ta sẽ sửa chữa nó người ta luôn nói tuổi trẻ thì cứ sai đi ngại gì nhưng có ai nói cho bạn biết điều này chưa rằng cuộc đời này không phải là bản nháp để có thể sẽ đi rồi làm lại Ostrovsky từng nói cuộc đời của một người nên được trải qua như thế này. Khi bạn nhớ lại quá khứ, bạn không thể hối hận vì đã lãng phí năm tháng của mình và không xấu hổ vì hành động của mình đã từng làm. Đúng vậy, mùa có thể lặp lại, quần áo có thể thay đi thay lại nhiều lần, tiền cũng có thể kiếm lại được, nhưng thời gian và cuộc đời một người thì không thể lặp lại hai lần. Chính vì vậy, chúng ta hãy biết quý tiếc thời gian, trân trọng cuộc sống, từ bỏ những thú vui tiêu khiển không đáng có cố gắng cho những gì hiện tại để sau này nhìn lại sẽ không phải tiếc nuối trong đời có thể bạn đã từng đối mặt với những điều không vui đó là người thân ốm đau hoặc chứng kiến cái chết của một người qua đường trong một vụ tai nạn lúc này bạn sẽ cảm nhận được sự mong manh giữa sự sống và cái chết cảm thấy cuộc sống ngắn ngủi và sự quý giá của cuộc sống hơn bạn sẽ biết trân trọng từng phút từng giây của cuộc sống mà mình đang có vì vậy đừng để cuộc sống mãi là bản thảo nữa hãy dùng những hành động của bạn để dành tình yêu thương cho những người thân bạn bè và những người có duyên trong cuộc đời bạn và giá trị sống của bạn sẽ được kéo dài thời gian có thể lấy đi của bạn nước mắt những ký ức đau buồn nhưng cũng mang lại cho bạn những niềm vui hạnh phúc kỷ niệm mà bạn không bao giờ quên nhưng điều đáng sợ đó chính là thời gian trôi đi một cách không ngừng việc níu kéo thời gian là việc không thể nào làm được chúng ta chỉ có thể trân trọng nó tận dụng món quà này một cách ý nghĩa nhất để sau này không phải nuối tiếc về nhiều thứ người thành công thường bận rộn làm việc hơn lo nghĩ xem người khác nghĩ gì về mình có thể họ sẽ để tâm tới ý kiến của những người thực sự quan trọng còn bạn bè bên ngoài hàng xóm hay người lạ thì họ sẽ không lo nghĩ quá nhiều nếu nghĩ quá nhiều về điều đó bạn sẽ để cuộc đời trôi qua lãng phí thay vì lo lắng về ý kiến của người khác chúng ta hãy tìm và phấn đấu thực hiện thật tốt mục tiêu của đời mình câu chuyện thứ tám càng trong lúc khó khăn càng phải biết giữ được tĩnh khí. Khi sóng yên bể lặng, mây tạnh trời quang, ai ai cũng có thể thể hiện ra phong thái đĩnh đạc, có tu dưỡng. Nhưng một khi lâm vào hiểm cảnh thì người ta lại quên đi sự mẫu mực thường ngày. Trước đây có một người rất sùng bái đạo Phật, cả ngày đều thành khẩn tụng niệm A-di-đà. Có lần, cậu con trai của bà đột nhiên gọi to, mẹ. Bà quay sang hỏi con trai xem có chuyện gì, nhưng cậu bé không trả lời, bà lại tiếp tục niệm a di đà phật a di đà phật con trai bà lại gọi mẹ bà lại quay sang hỏi nhưng cậu bé vẫn im lặng như cũ thế là bà lại tiếp tục niệm kinh lần thứ ba cậu con trai không ngừng gọi mẹ 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 đến lúc này bà thật sự tức giận đã quát lên đáng ghét mẹ đang niệm kinh con gọi cái gì cậu bé phụng phịu trả lời rằng mẹ xem con là con trai của mẹ con chỉ gọi có ba lần mà mẹ đã tức giận rồi còn mẹ ngày nào cũng gọi tên phật như thế chẳng phải cũng đang làm phiền đức phật hay sao bà tụng niệm kinh phật đã mấy chục năm lẽ ra nên phải kiên định vậy mà con trai mới gọi ba lần bà đã không thể kiềm chế được cảm xúc mặc dù đây chỉ là một câu chuyện nhưng đã nói lên đạo lý rằng có rất nhiều người cả đời tu tâm dưỡng tính nhưng khi tới thời điểm quan trọng họ lại khó lòng kiềm chế được bản thân không phải họ không cố gắng khống chế mà là không thể khống chế ngoài ra còn phải xem ý chí rèn luyện có mạnh hay không khi đối mặt với sống chết có thể nhìn thấu được tất cả hay không. Chuyện trên tàu Titanic Bộ phim Titanic làm rung động lòng người không phải bởi tình yêu mãnh liệt của hai nhân vật chính, mà là bởi sự tu dưỡng thật sự thể hiện trong nguy hiểm khó khăn. Bộ phận thép của con tàu RMS Titanic là do doanh nghiệp của gia tộc Caledon Nathan K. Hockley cung cấp. K là hôn phu của nhân vật nữ chính Rose Bucater. Nhân vật này thể hiện tiêu chuẩn của một người đàn ông giàu có, đẹp trai, lịch lãm, mà sự hào phóng của ca cũng thật đáng nói. Đưa vợ chưa cưới Rose và mẹ của nàng đi du lịch khắp nơi bằng con tàu hào hoa nhất thế giới. Khi biết Rose không vui lập tức tặng cho nàng viên kim cương trái tim của đại dương để bày tỏ tâm ý. Vậy mà, khi chiếc tàu gặp nạn, chính ca đã hối lộ tiền cho nhân viên để anh ta được lên tàu cứu hộ. Khi bị từ chối, ca đã ôm lấy một đứa trẻ, rồi không ngừng nói dối để có được một vị trí trên tàu cứu hộ. Tàu cứu hộ của Titanic vốn chỉ ưu tiên cho phụ nữ và trẻ em, nhưng trong tình cảnh hỗn loạn ấy không biết đã có bao nhiêu người lén lút lên tàu, trong có có ca và giám đốc quản lý của hãng White Star Line là gì? Brooks Ismay. Ngày thường Ismay rất có phong độ, buộc thuyền trưởng Smith phải cho tàu chạy nhanh hơn để tới New York sớm hơn dự kiến như vậy nhất định sẽ khiến cho cả thế giới oanh động. Cũng vì thế mà trong quá trình tăng tốc, con tàu Titanic đã va phải núi băng. Lúc đầu, J. Brooks Ismay vẫn có thể tự tin chỉ huy đội cứu hộ, thể hiện tài năng lãnh đạo của mình. Nhưng khi nhìn thấy tàu cứu hộ ngày một khan hiếm thì bản thân ông cũng không thể đứng yên được nữa. Trong lúc không ai để ý, ông đã lén lút lên tàu, cúi gầm mặt xuống vì không dám nhìn thẳng vào những nhân viên đang cứu hộ. Khi sóng yên bể lặng, mây tạnh trời quang, ai ai cũng có thể thể hiện ra phong thái đĩnh đạc, có tu dưỡng. Nhưng một khi lâm vào hiểm cảnh thì dục vọng của con người lại trỗi dậy chiếm thế thượng phong khiến họ quên đi sự mẫu mực thường ngày. Người có tu dưỡng thật sự, không phải là người làm được tốt trong những lúc vô sự yên bình, mà là người giấu núi Thái Sơn sụp đổ thì mặt cũng không đổi sắc, vẫn có thể duy trì được sự bình tĩnh đến phút cuối cùng. Vương Dương Minh Thời trẻ, Vương Dương Minh đã hai lần tham gia thi hội ở Kinh Thành. Khi ông tràn đầy tự tin rằng bản thân có thể để tên lên bảng vàng thì số mệnh lại lần nữa chiều ngươi, bởi vì sự ghen ghét và đố kỵ của người khác. Dương Vương Minh lại một lần nữa trượt khoa cử lần này. Những người đến an ủi ông đều tỏ ra buồn bã, thậm chí rơi nước mắt. Nhưng Dương Vương Minh thì ngược lại, lại rất bình tĩnh. Ông nói, thế nhân dĩ lạc đệ vi sỉ, ngã khước dĩ lạc đệ động tâm vi sỉ, người đời vì thi trượt mà xấu hổ, còn ta lại xấu hổ vì chỉ bởi thi trượt mà trong lòng rối loạn. Thường ngày, ai cũng có thể nói lời đạo lý, ai cũng có thể thể hiện ý chí cao xa, chỉ khi đối mặt với khó khăn hay hiểm cảnh mà vẫn có thể hành xử theo đạo thì đó mới thực là cảnh giới của một bậc chính nhân quân tử cho nên nói khó khăn hoạn nạn mới là thước đo cho sự tu dưỡng thật sự thất bại trong khoa cử đối với dương vương minh chỉ là trở ngại nhỏ mà trở ngại thật sự khiến ông phải đối mặt với trăm chết ngàn khó là ở vùng đất long trường quý châu bởi vì đắc tội với lưu cẩn ông bị giáng chức làm dịch thừa của long trường đây là nơi các tù nhân bị lưu đày rộng hơn mấy chục dặm Hoang vắng không bóng người. Thủ hạ của Dương Vương Minh chỉ có một lão binh sĩ, còn dân chúng mà ông quản lý chỉ có vài người Hán, đa số đều là người Miêu, ngoài ra còn có rất nhiều hung thần ác bá, vốn chỉ thích cướp của giết người. Những người bên cạnh đều bỏ ông mà đi, ở nơi hoang vắng này ngay cả một công đường cũng không có. Dương Vương Minh dường như đã bị vận mệnh bỏ rơi. Ông chỉ có thể vén tay áo, tự mình lên núi tìm đá để xây dựng nhà môn ông lại dùng ngôn ngữ cử chỉ để dạy cho người miêu tiếng hán phong tục tập quán của người hán giúp họ mở mang văn hóa tri thức ông chỉ có thể xây dựng một thạch quách bên cạnh chỗ sinh hoạt để làm nơi tu hành hễ có thời gian là lại ngồi thiền định cứ như vậy cho đến một đêm định mệnh nọ dương vương minh lĩnh ngộ được đạo lý tự nhiên của trời đất thánh nhân tri đạo ngô tâm tự túc nếu như không trải qua những khó khăn gian khổ trùng trùng thì dương vương minh đâu có thể triệt để lĩnh ngộ đến như vậy nếu bạn muốn đạt được một thứ gì đó lớn lao thì cần phải trải qua mưa gió mà càng thêm kiên cường. Đau khổ chỉ là đau khổ, không thể làm người ta trưởng thành. Mà thứ thật sự khiến người ta trưởng thành là một ý chí quyết tâm muốn trưởng thành trong nghịch cảnh và khổ đau. Nhà tù Go Danh Trong bộ phim The Go Danh Redemption, Tạm dịch, Nhà tù Go Danh, vì sao những khó khăn mà nhân vật nam chính gặp phải lại nhiều đến như vậy? Phó giám đốc ngân hàng trẻ tên Andy Dufresne bị khép vào tội giết vợ mà người tình của cô ta đã dựa trên những chứng cứ gián tiếp không rõ ràng để buộc tội. Sau đó, Andy bị tuyên án trung thân tại nhà tù Phanh nổi tiếng ở Maine. Mọi chuyện trong nhà tù Phanh đều vượt ngoài sức tưởng tượng của anh. Cai ngục là một tên cuồng bạo lực, động một chút là ngược đãi phạm nhân. Mà phạm nhân cũng là những kẻ dưới đáy xã hội, thậm chí còn tìm cách cưỡng bức các phạm nhân khác để thỏa mãn dục vọng cai ngục Samuel Norton là kẻ ngụy quân tử, muốn Andy rửa tiền cho ông ta mà không ngại giết người. Nếu như không có nghị lực và ý chí thì có lẽ Andy sớm đã phát điên, hoặc giống như những người khác, quy phục, buông xuôi. Hy vọng là điều cao đẹp, có lẽ cũng là một điều thiện trong nhân gian, mà những điều tốt đẹp sẽ không bao giờ tàn phai, chính là bởi vì trong lòng Andy luôn thắp sáng hy vọng, anh thậm chí sẵn sàng lao vào phòng phát thanh vì các phạm nhân khác mà mở một bài nhạc giao hưởng. Andy còn cầu xin cai ngục cho mở rộng thư viện nhà tù để các phạm nhân ở trong hoàn cảnh khủng hoảng có thể đạt được một chút tự do tinh thần và giúp đỡ những bạn tù học được bằng phổ thông. Anh đang cứu rỗi bản thân cũng như những người khác. Sau 20 năm bị nhốt trong tù ngục, Andy cuối cùng cũng bỏ trốn, cầm theo một số tiền có từ trước để đến Mexico làm lại cuộc đời. Vào thời khắc Andy vượt ngục, mưa to gió lớn đột nhiên kéo đến khiến cho toàn thân anh ướt đẫm. Trận mưa ấy giống như một lễ rửa tội thoát thai hoán cốt, một linh hồn được tự do. Một người có thể chiến thắng nghịch cảnh thì cho dù như thế nào cũng sẽ đạt được một cuộc sống mới. Những gì bạn cần làm là không ngừng phủ định những ngày tháng lười biếng đã qua, dũng cảm dẫn thân vào nghịch cảnh, quyết rũ bỏ những gì là đen tối của bản thân, tạo ra một bản thân hoàn toàn mới. Câu chuyện thứ 9, nếu vẫn còn duyên, đồ thất lạc sẽ quay trở về. Vào những năm Tống Kiến Đàm, Tống Cao Tông Triệu Cấu có việc tới vùng Ninh Ba, tỉnh Chiết Giang lần nọ người kim xâm lược triệu cấu phải trốn lên thuyền trong cơn hoảng loạn ông lỡ tay đánh rơi chiếc quạt gấp xuống sông chiếc quạt ngự này treo một viên ngọc hình em bé mười năm sau khi tới hàng châu triệu cấu đột nhiên nhìn thấy chiếc quạt trong tay vương trương tuấn quận thanh hà rất quen nhìn kỹ thì chính là chiếc quạt gấp nhiều năm trước vua đánh rơi bên dòng sông linh ba bên trên còn treo một viên ngọc hình em bé triệu cấu hỏi nguồn gốc của chiếc quạt trương tuấn đáp thần mua được ở một cửa hiệu tại phường Thanh Hà. Phái người tới cửa hiệu đó hỏi, thì ông chủ nói, tôi mua từ một người giao giỏ. Tìm người giao dò hỏi, người ấy nói, đó là của bà đầu bếp họ trần ngoài cổng hầu triều môn. Cuối cùng tìm được bà đầu bếp, bà nói, tôi mua một con lù đù vàng lớn nặng 10 cân, mổ bụng ra thì thấy nó. Triệu cấu nghe xong, long nhan dạng dỡ, cảm thấy đồ thất lạc lại quay trở về là điềm lành, bèn hạ chỉ phong cho chủ cửa hiệu, người sách giỏ làm hiệu úy một chức quan ba đầu bếp là nhụ nhân thường thì phu nhân của quan thất phẩm mới được tôn xưng là nhụ nhân thời đó nhà tống bị quân kim tấn công quân kim sau đó hủy diệt bắc tống triệu cấu chạy thoát lập ra triều nam tống đối với tống cao tông triệu cấu mà nói một nửa giang sơn đã từng mất đi nếu trong mệnh không có thì dẫu tổn hao bao nhiêu tâm sức hoạch định cũng chỉ là thiên hạ của người khác mà thôi vậy mà một chiếc quạt gấp bị mất Chớp mắt 10 năm qua đi, lại có thể được một chú cá vàng mang trở về, hoàn trả cho chủ cũ. Đó là vì chiếc quạt có duyên phận với nhà vua. Câu chuyện thứ 10, thiệt thòi hay không thì cũng như nhau. Dưới nền đất thành Lạc Dương thời Tống có rất nhiều vàng bạc, châu báu được tiền nhân chôn cất, cho nên vào thời Tống khi giao dịch về phòng ốc, nếu dưới nền nhà chưa đào bới thì người bán nhà theo lệ thường sẽ đòi thêm một khoản tiền gọi là tiền phí khai quật bấy giờ một vị thừa tướng họ trương đã bỏ ra trăm vạn đồng mua một tòa nhà nguy nga trong thành lạc dương chi phí vốn đã được thỏa thuận xong xuôi nhưng chủ nhà đột nhiên lại đòi trả thêm phí khai quật rất cao sau nhiều lần tăng giá chóng mặt phí khai quật đã lên tới hơn một trăm vạn đồng họ mới chịu buông tay thừa tướng một lòng muốn mua nên cũng không băn khoăn nhiều mà trả tiền luôn rất nhiều người cho rằng ông quá thiệt thòi khi đào xới ngôi nhà mới ông đào được dưới đất một cái hộp nhỏ bằng đá không lớn nhưng vô cùng tinh xảo, đẹp mắt, bên trên khắc các hình chim muông, trên nắp hộp còn có hai mươi mấy chữ triện, thư pháp vô cùng cổ quái, không ai hiểu được, văn tự và những hình vẽ đó không phải là thứ thời bây giờ. Khi mở chiếc hộp ra, bên trong có vài trăm lượng vàng, số vàng ấy bán đi, nhà họ Trương thu về được số tiền vừa đúng bằng tiền mua nhà, trong đó bao gồm cả phí khai quật phụ trội, không thiếu một xu. Xem ra vận mệnh sớm đã định đoạt duyên phận ấy, thiệt thòi hay không thì cũng như nhau mà thôi. Câu chuyện thứ 11, tư lợi ngược lại lại hại mình. Vào thời tống khi Lý Sĩ Hoành nhận chức, một lần nọ ông xuất ngoại tới Cao Ly, vua Cao Ly tặng ông rất nhiều lễ vật quý giá. Lý Sĩ Hoành tấm lòng rộng rãi, bèn giao toàn bộ vật phẩm đó cho phó quan võ tướng Tùy Tùng bảo quản. Vì gầm tàu có vài khe nứt dỉ nước, phó quan lo lắng đồ của mình sẽ bị thấm nước, bèn cho lễ vật tơ lụa của lý sĩ Hoành lót ở dưới, còn vật phẩm của mình đặt lên trên. Khi thuyền đi tới giữa đại dương, đột nhiên sóng lớn nổi lên, suýt lật cả thuyền. Những thuyền viên vô cùng hoảng sợ, xin được vứt toàn bộ các vật phẩm trên thuyền xuống biển, để giảm nhẹ trọng lượng. Trong cơn hoảng loạn, vị phó quan tiện tay ném đồ xuống biển, không kịp phân biệt là đồ của ai với của ai. Khi quăng được một nửa thì gió ngưng, thuyền cũng bình ổn trở lại. Khi kiểm hàng, Vị phó quan mới phát hiện ra những đồ của mình đều bị chính mình quăng hết xuống biển, còn đồ của Lý Sĩ Hoành ở đáy thuyền thì không thiếu một kiện. Mưu lợi cá nhân ngược lại lại gây tổn hại cho bản thân, dấu con người tính toán, nhưng ông trời cũng có mắt. Câu chuyện thứ 12, hậu sinh khả úy. Khổng tử đang trên đường đi du lịch thì gặp ba đứa trẻ, trong đó hai đứa đùa nghịch với nhau rất thỏa thích, còn đứa kia chỉ lặng im đứng xem. Khổng tử thấy lạ mới hỏi tại sao lại không cùng chơi với các bạn? đứa trẻ điềm nhiên nói đánh vật nhau quyết liệt rất dễ phương hại đến sinh mạng con người còn cứ lôi kéo xô đẩy nhau thì rất dễ bị thương dù chỉ kéo rách áo quần thôi thì cũng chẳng có lợi gì cho cả hai bên nên cháu không muốn chơi với chúng nó một lúc sau đứa trẻ này dùng đất đắp thành một ngôi thành lũy ngay giữa đường rồi vào ngồi trong đó xe khổng tử không thể đi được mới hỏi tại sao lại không nhường lối cho xe đi đứa trẻ đáp cháu nghe người ta nói xe phải vòng qua thành mà đi chứ làm gì có thành lũy lại nhường lối cho xe đi bao giờ khổng tử nghe vậy rất kinh ngạc cảm thấy đứa trẻ này người tuy còn nhỏ nhưng rất lanh lợi mới nói rằng cháu tuy nhỏ mà hiểu biết thật không ít đứa trẻ đáp rằng cháu nghe nói cá con sinh ra được ba ngày đã biết bơi thỏ con sinh ra được ba ngày đã biết chạy ngựa con sinh ra được ba ngày đã biết đi theo mẹ đây là việc rất bình thường chứ có gì lạ đâu khổng tử nghe xong bèn than rằng hậu sinh khả úy Lớp trẻ thời này thật là ghê gớm. Người ta nói rằng đứa trẻ này tên là Hạng Thác. Hiện nay câu thành ngữ hậu sinh khả úy được dùng để khen ngợi lớp trẻ vượt xa cha ông của mình và là điều đáng quý. Nhưng câu chuyện này và các dị bản của nó hoàn toàn không thuộc về nho gia Nguyên Thủy mà chỉ là một kiểu kể chuyện bóng bầy mà thôi. Chúng xuất hiện khá nhiều trong các cuốn sách cận đại, chẳng hạn cuốn cổ nhân đàm luận của Trần Trung Viên. Truy ngược lại nữa thì chuyện này xuất hiện từ thời Vương Ứng Lân. 1223 đến 1296, biên soạn Tam Tự Kinh đã có câu tích trọng ni, sư hạng thác, tức là khổng tử coi hạng thác là thầy. Nhưng mà dù có nguồn gốc xa xôi như thế nào, thì chúng ta cần nhớ rằng khổng tử xuất hiện năm 551 trước công nguyên, cứ cho là đến thời vương ứng lân đi nữa thì cũng đã hơn 1.700 năm rồi. Thực ra, cụm từ hậu sinh khảo úy bắt nguồn từ cuốn luận ngữ tử hãn, hàm ý của nó là khác xa so với cách lý giải hiện đại. Nguyên văn của toàn bộ đoạn này trong luận ngữ chỉ bao gồm mấy câu như sau. Tử viết, hậu sinh khả quý, yên chi lai giả chi bất như kim giã. Tứ thập, ngũ thập nhi vô văn yên, tư diệt bất túc quý giã dĩ. Có nghĩa là, khổng tử viết, lớp trẻ có tài có thể là cần úy trọng đấy, nhưng biết đầu tương lai của họ không bằng hiện nay. Nếu đến bốn chục, năm chục tuổi mà chưa có tiếng tăm gì thì không phải úy trọng họ nữa. Như vậy ý của khổng tử không phải là xoay quanh việc khen ngợi lớp trẻ, mà là nói rằng lớp trẻ dù có thể quý trọng, nhưng vẫn cần xem sự phát triển của họ như thế nào. Người trẻ tuổi thì thường có thể thích ứng với những điều mới mẻ trong xã hội, có sự lanh lợi, thông minh của lớp trẻ. Họ có kiến thức cập nhật, suy luận thực tế, tính tình cởi mở, dám nghĩ dám làm việc khó. Tầm nhìn của họ cũng có thể thoáng rộng hơn. Họ có nhiều dự tính cho tương lai và luôn luôn nghĩ tới các hoài bão lớn mặc dù vậy lớp trẻ cũng thiếu sự thấu đáo kinh nghiệm và sự khôn ngoan của lớp người đi trước đi đâu mà vội mà vàng mà vấp phải đá mà quàng phải dây thế hệ trước có thể chậm chạp nhưng họ lại có sức mạnh của sự kiên nhẫn và bền bỉ được tôi luyện trong những năm tháng và trải nghiệm không dễ có được chính vì thế mặc dù lớp trẻ có sức bật tốt nhưng họ có thành tài có thật sự vượt lên trong cuộc sống được hay không thì vẫn còn là một dấu hỏi lớn Do đó, người trẻ tuổi dẫu có được khen là hậu sinh khả úy thì cũng không thể tự mãn, mà càng cần phải nhớ rằng, biết đầu tương lai của mình không bằng hiện nay. Từ đó nội tâm hiểu được thận trọng, khiêm tốn và nỗ lực. Câu chuyện thứ 13, dân sợ cai trị hà khắc còn hơn sợ hổ dữ. Cổ nhân có câu, đắc dân tâm giả đắc thiên hạ, người được lòng dân thì được cả thiên hạ hay muốn yên được thiên hạ thì phải có được lòng người. Việc cai trị hà khắc khiến dân sợ hãi thì chớ có làm bởi vì dù bách tính hiền lành, ngờ nghịch, có thể chịu nghèo đói, có thể chịu cúi đầu, nhưng vẫn luôn có giới hạn của nó. Vua là thuyền, dân là nước, nước nâng thuyền, nước cũng có thể lật thuyền. Về việc cai trị hà khắc, trong Lễ ký có chép một chuyện thế này. Đức Khổng Tử khi sang nước Tề, đi qua núi Thái Sơn, thấy một người đàn bà khóc ở ngoài đồng, nghe thê thảm lắm, ngài cảm thấy người đàn bà ấy trong nhà dường như có nhiều người cùng qua đời. Rồi Sai thầy tử cống đến hỏi, người đàn bà thưa rằng: Ở đây lắm hồ, bố chồng tôi đã chết về hồ, chồng tôi đã chết về hồ, bây giờ con tôi lại chết về hồ nữa, thảm lắm, ông ạ." À. Thầy tử cống bảo: Thế sao không bỏ chỗ này đi ở chỗ khác?" Người đàn bà nói: "Tuy vậy nhưng ở đây chính sách quan trên không đến nỗi hà khắc như các nơi khác." Thầy tử cống đem câu chuyện lại thưa với đức khổng tử. Đức khổng tử nói: "Các người nhớ lấy chính sách hà hạ khắc hại hơn là hổ. Cổ học tinh hoa có lời bàn rằng, người đàn bà ở một nơi lắm hổ, hổ ăn thịt mất bố chồng, mất chồng lại mất con, đáng nhẽ phải bỏ nơi ấy mà đi nơi khác. Nhưng không, là tại làm sao? Tại người đàn bà cho chính sách các nơi khác hà khắc giữ tợn là hổ. Ôi, hổ có hại, chỉ hại một số ít người, chứ chính sách hà hạ khắc hại cả muôn dân. Hổ có hại chỉ một phương, chứ chính sách hà khắc lại cả toàn quốc, hổ lại còn có bẫy cảm trừ bỏ được, chứ chính sách hà hạ khắc hại, trừ bỏ rất khó lòng. Ai là người có chút quyền chính trị trong tay, mà chẳng nên lấy câu hà chính mãnh ư hổ để làm câu cảnh giới cho dân được nhờ du. Thời xưa các vị hoàng đế, các vị vua anh minh đều coi trọng việc lấy dân làm gốc. Trong sử sách có ghi lại rằng khi Trung Hoa xảy ra động đất, hoàng đế Khang Hy từng nhanh chóng cứu tế, áp dụng nhiều biện pháp khắc phục và nghiêm khắc triệu tập triều đình nhằm xem xét sai lầm của bản thân và các quan lại sửa đổi lại những chính sách hà khắc ông đã nêu ra sáu điều hà khắc của triều đại nhà thanh rất đáng suy ngẫm như sau một là các cấp quan lại cai trị hà khắc và bắt dân chúng phải lao dịch nặng nề vơ vét của dân cho đầy túi tham khiến nhân dân khốn khổ cùng cực hai là có rất nhiều quan đại thần vì tư lợi mà làm trái phép công ba là trong lúc dùng binh tùy tiện giết người đốt nhà cướp bóc của người dân vô tội bốn là quan lại địa phương đối với những điều khốn khổ của nhân dân thì không dâng sớ tâu trình phản ánh còn đối với việc cứu trợ cho dân chúng những lúc thiên tai hạn hán thì xâm phạm cướp đoạt bừa bãi báo cáo giả dối nhân dân trong thực tế không được hưởng sự cứu trợ của nhà nước năm là hình phạt tù ngục bất công nhiều vụ án tồn động không xem xét giải quyết sáu là người nhà và nô bộc của nhiều vương công đại thần chiếm đoạt lợi ích của dân đen can thiệp vào việc kiện cáo tố tụng làm càn bậy coi thường pháp luật. Sau đó, Hoàng đế Khang Hy đã cùng các quan lại dưới quyền đưa ra nhiều biện pháp và hình phạt để trừ bỏ những điều hà khắc trên. Việc ứng xử trước thiên tai này cho thấy Khang Hy Đế là bậc minh quân lỗi lạc. Khang Hy Đế được xem là người mở đầu thời kỳ thịnh trị kéo dài hơn 100 năm của nhà Thanh. Trong lịch sử Trung Hoa, ông là vị Hoàng đế giữ ngai vàng lâu nhất, 61 năm, cũng là một trong những người cai trị lâu nhất trong lịch sử thế giới. Trong tuân tử vương chế viết, quân vương là thuyền, dân chúng là nước, nước nâng thuyền, nước cũng có thể lật thuyền. Tuân tử từng ví rằng ngựa kéo xe một khi bị kinh hãi thì quân vương ngồi trong xe cũng sẽ không yên được. Nếu như dân chúng mà sợ sệt chính sự tức thì địa vị của bậc quân chủ cũng không yên. Dân chúng mà sợ hãi chính sự thì không có gì tốt hơn cách ban ân cho họ. Lựa chọn người tài đức làm quan, để bạc người trung thành mà lại nghiêm chỉnh vì dân phục vụ, để sướng hiếu đế, thu nhận nuôi dưỡng mẹ quá con côi giúp đỡ người nghèo khổ làm được như vậy tức thì tâm của dân chúng đối với việc chính trị sẽ được an như thế thì địa vị của quân chủ mới được lâu dài vững chắc mỗi một triều đại hưng thịnh hoặc làm nên cơ nghiệp lớn trong lịch sử đều có yêu cầu nghiêm khắc đối với đức hạnh của người làm vua làm quan đồng thời phải đặt đạo trị quốc lấy dân làm gốc lên hàng đầu còn sự lụi tàn của chúng trong lịch sử cũng đều là do sự bạc nhược yếu kém và sa đọa của triều chính đây cũng là bài học quý giá mà lịch sử nói cho hậu thế ngày nay. Câu chuyện thứ 14, người sáng suốt không đứng dưới tường nguy. Trăng có tối sáng tròn khuyết, người có sớm tối phúc họa. Trên con đường nhân sinh, khó khăn chắc trở là không ai có thể tránh được. Khi ở vào lúc mưa thuận gió hòa thì người sáng suốt sẽ có một chút chuẩn bị cho những biến cố có thể xảy ra trong tương lai. Như vậy sẽ có thể khiến cho những khó khăn lớn hóa nhỏ, thậm chí là biến nguy thành an. Người xưa có câu, vị vũ chủ mâu, buộc chặt nhà trước khi có mưa gió. Trước khi trời mưa bão, người ta phải chuẩn bị kỹ càng để đón nhận, có như vậy mới tránh được những tổn thất không đáng có xảy đến. Đây chính là sống yên ổn nghĩ tới ngày gian nguy. Một người biết phòng ngừa chu đáo, biết sớm lo liệu thì mới có thể đi được xa hơn, gặp ít rủi ro hơn. Ngay cả khi gặp rủi ro họ cũng đã có được tâm thế sẵn sàng nên có thể bình tâm xử lý mà không kinh hoàng. Trong luận ngữ, vệ linh công có chép một chuyện đại ý thế này thời xuân thu khổng tử đưa các học trò của ông chu du tới nước vệ họ được quốc quân của nước vệ là vệ linh công đón tiếp lúc bấy giờ nước vệ an ổn tường hòa dưới sự thống trị của vệ linh công tuy nhiên đạo đức của vệ linh công lại rất kém ông ta tham lam vô đạo và còn rất yêu thích nuôi dưỡng và ân sủng nam nhân vợ của vệ linh công là nam tử thường xuyên có những hành vi dâm loạn phóng túng vua vô đạo lại không nghe lời can gián trước tình cảnh ấy khổng tử chỉ còn biết cảm thán, nhân vô viễn lự, tất hữu cận yêu, người không lo xa tất có họa gần. Quả nhiên mấy năm sau, vệ linh công bị bệnh mà chết, việc tranh quyền đoạt lợi trong triều đình bùng nổ, đẩy nước vệ lún sâu vào con đường loạn lạc, suy vong. Vạn sự vạn vật trong thế gian đều biến đổi không ngừng, họa phúc luân chuyển khó mà đoán biết. Khi một người xa vào an nhàn hưởng thụ trước mắt thì nguy hiểm đã thực sự ẩn núp ở trong đó rồi. Phạm Lãi Danh sĩ của nước Việt thời Xuân Thu Chiến Quốc cũng là một người sáng suốt biết lo xa. Năm 473 trước Công Nguyên, dưới sự trợ giúp của Văn Trùng và Phạm Lãi, Việt Vương Câu Tiễn sau nhiều năm nằm gai nếm mật cuối cùng đã tiêu diệt được nước Ngô, liên minh với các nước chư hầu ở Từ Châu trở thành bá chủ thời Xuân Thu. Trong khi Câu Tiễn mở tiệc ăn mừng, các quần thần đều lộ ra sắc mặt phấn khởi vui mừng thì Phạm Lãi lại nhận thấy sắc mặt của Câu Tiễn rất suy tư u ám. Phạm Lãi thầm than trong lòng người như Việt Vương chỉ có thể cùng chung hoạn nạn, không thể cùng hưởng phú quý. Tâm nghi kỵ đã bộc lộ ra, nếu không sớm phòng bị thì sẽ gặp bất chắc. Sau đó, Phạm Lãi thu xếp hành trang rồi lên thuyền rời đi. Cầu tiễn đến tìm ông nhưng không gặp được. Trước khi lên thuyền rời đi, Phạm Lãi đã cố thuyết phục văn trùng rằng, sau khi chim muông bị bắn hết rồi thì cung nỏ bị cất vào kho, sau khi thỏ hoang bị săn bắt hết rồi thì chó săn bị mổ thịt. Hiện giờ kẻ thù của nước Việt đã bị tiêu diệt, Việt vương câu tiễn là người bạc tình bạc nghĩa, chỉ có thể cùng ông ta chung hoạn nạn, chứ không thể cùng hưởng giàu sang phú quý được. Văn Trùng không tin những lời của Phạm Lãi. Một thời gian sau, Việt vương câu tiễn nảy sinh lòng nghi ngờ Văn Trùng. Sau đó Văn Trùng bị câu tiễn ép tự sát. Đằng sau những phồn hoa sặc sỡ là vực sâu vạn trượng, sâu thẳm dưới dòng nước là những mạch ngầm. Cổ nhân có câu, quân tử bất lập vu nguy tường chi hạ người quân tử không đứng dưới tường nguy hiểm. Nguy hiểm thực sự không đáng sợ nhưng đáng sợ là thân ở vào nguy hiểm mà không biết. Những người sáng suốt xưa nay đều biết phòng ngừa trước khi có hoạn nạn xảy ra. Chính vì thế mà họ thường bình an vô sự. Câu chuyện thứ 15, những lời chân truyền bác đại tinh thâm của cổ nhân. Người xưa có câu, kiêu công tất bại. Bậc kỳ tài rước họa vào thân cũng bởi không trừ được tính kiêu ngạo. Trong tam quốc diễn nghĩa của La Quán Trung, nhân vật Dương Tu cũng là một người thông minh không kém gì tư má ý. Ông xuất thân cao môn sĩ tộc lại có tiếng học rộng hiểu sâu. Dương Tu trong lúc sinh thời đã nhiều lần khiến Tào Tháo phải khâm phục vì ông ta có thể đoán chúng suy nghĩ của mình nhiều lần. Nhưng do tham danh lợi, phô trương hấp tấp mà sau này mắc họa diệt thân. Khi Dương Tu bị Tào Tháo xử trảm. Tư Mã Ý khi ấy nghe tin, ông mang rượu đến khóc tiễn Dương Tu. Tư Mã Ý nói, ta chưa bao giờ coi huynh là kẻ địch dù trước đó Dương Tu nhiều lần muốn đưa Tư Mã Ý vào chỗ chết. Còn Dương Tu trước khi bị dẫn lên ngọn đầu đài, nói với Tư Mã Ý câu cuối cùng, ta với huynh khác nhau ở chỗ, huynh có thể nhẫn, còn ta thì không. Ngược lại với Dương Tu, thông minh và kiên quyết là thế, nhưng Tư Mã Ý luôn biết mình biết người, là một người có tâm đại nhẫn, giấu mình chờ thời, không để lộ tài năng, sơ hở cho đối thủ cuối cùng Tư Mã Ý chính là một trong những nhân vật thành công nhất thời Tam Quốc. Thời xưa khi không tử tương ngộ với Lão Tử, đức thánh nhân Lão Tử đã từng có lời tặng khổng tử rằng: tôi nghe nói kẻ phú quý tặng người của cải, kẻ nhân nghĩa tặng người lời nói. tôi không phú cũng chẳng quý, không có của cải tặng ông, muốn tặng ông vài lời. Thời nay kẻ thông minh mà sâu sắc, lý do người ấy gặp nạn, thậm chí dẫn đến họa sát thân, là do hay mỉa mai cái xấu của người kẻ giỏi hùng biện lại thông hiểu sự việc lý do người ấy gặp họa liên miên là do hay vạch ra cái xấu của người là bậc làm con đừng cho mình là cao là bậc bể tôi đừng cho mình là hơn mong ông nhớ kỹ không tranh giành với người đời thì trong thiên hạ không có ai có thể tranh cùng đây là học theo đức của nước vậy nước gần với đạo đạo không nơi nào không có nước không nơi nào không có lợi tránh chỗ cao mà về chỗ thấp chưa bao giờ ngược lại là giỏi tìm chỗ đứng vậy ở nơi không trung nên trong vắt tĩnh lặng sâu không thể đo biết được là vực sâu vậy tổn mà không kiệt làm mà không cầu báo là giỏi làm việc nhân vậy tròn ắt sẽ quay vuông ắt sẽ gãy bịt ắt sẽ dừng khơi ắt sẽ chảy là giỏi giữ chữ tín vậy cho nên bậc thánh giả tùy thời mà hành bậc hiền giả tùy tình hình sự việc mà thay đổi bậc trí giả vô vi mà trị bậc đạt giả thuận theo trời mà sinh ông lần này đi rồi nên bỏ cái ngạo khí trong lời nói và biểu cảm, trừ cái trí dục ở dung mạo. Nếu không, người chưa đến mà tiếng tăm đã đến, thân chưa tới mà gió đã động, hiền lộ phô trương, như hổ đi trên phố, ai dám dùng ông. Ngàn tội trăm ác từ kiêu ngạo mà ra. Người một khi không dằn được tâm kiêu ngạo sẽ coi nhẹ những phương diện khác, thì tai họa và thất bại tất nhiên cũng sẽ kéo đến. Người xưa vẫn dạy, quân tự thịnh đức dung mạo nhược ngu hay cao nhân bất lộ tướng, hiền đức chẳng khoe mình, Người thực sự thông minh là người không để người khác thấy được tài năng xuất chúng của mình một cách dễ dàng mà là ẩn giấu nó bên trong. Ngoài việc đó là vì đức tính khiếm nhường, hòa đồng của họ thì nguyên nhân cũng bởi người có tài thường dễ nhận sự đố kỵ, công kích từ người khác từ đó cũng rước họa vào thân. Tự kiêu thì chuốc tổn thất, khiêm nhường sẽ thu được lợi đó cũng chính là cách để tạo cho mình một đường lui trong kiếp nhân sinh vậy. Câu chuyện thứ 16, nhân hậu là phẩm giá cao nhất của con người. Có một câu nói nói rằng, thứ có thể chinh phục lòng người không bao giờ là sự khôn vặt mà là lòng nhân hậu có một số người vì muốn chiếm lợi ích cho bản thân mà nghĩ đủ mọi cách và dùng những thủ đoạn không chính đáng để đạt được mục đích nhưng cuối cùng chỉ có được một chút ít lợi ích nhỏ họ cho rằng mình đã được lợi nhưng thực tế họ đã bị những người xung quanh xa lánh và tẩy chay từ lâu rồi một người thích tranh giành lợi ích bằng cách không chính đáng chắc chắn sẽ không thể đi xa được nhân hậu mới là biểu hiện của một người có phẩm hạnh đoan chính dành hết mọi lợi ích, thật sự là rất ngốc. Mã Vị Đô là một học giả văn hóa, là người sáng lập và là giám đốc của một viện bảo tàng nghệ thuật cổ điển ở Bắc Kinh. Trong một buổi phỏng vấn, ông từng kể về trong nhà mình có một người giúp việc rất tham lam những lợi ích nhỏ. Mã Vị Đô vô tình phát hiện ra, những thứ đồ dùng mà ông mua về vô duyên vô cớ bị hết rất nhanh chóng, 4 năm ngày trước mới mua về, đến khi xem lại đã thấy thiếu mất một nửa. Thì ra, những thứ trong nhà đều bị người giúp việc âm thầm lấy đi mất ví dụ như hôm nay bà ấy ở nhà mình nấu ăn mà thiếu tỏi ngày hôm sau bà ấy sẽ lấy một hai củ tỏi ở trong nhà của mã vị đô nếu như lần sau còn thiếu nữa bà ấy sẽ lại tiện tay lấy đi ba bốn củ người giúp việc cũng rất thông minh vì không muốn mã vị đô nghi ngờ quá nhanh những thứ mà mã vị đô mua về bà ấy mở nắp mở hộp ra hết mã vị đô nói với người giúp việc rằng nếu như chị cần thứ gì có thể trực tiếp nói với tôi nhà tôi cũng không dùng hết được những thứ đó nhưng mà người giúp việc lại xem lời khuyến cáo của mã vị đô là gió thổi ngang tai hoàn toàn không để tâm chút nào vẫn làm theo những gì mình muốn nên lấy thì cứ lấy lấy được thì cứ lấy cuối cùng mã vị đô cũng hết cách đành phải đuổi việc người giúp việc vì ông làm về đồ cổ ông sợ rằng một ngày nào đó người giúp việc đột nhiên nổi hứng tiện tay lấy mất đồ cổ của ông vậy thì tổn thất sẽ rất nặng nề hoàng nhất pháp sư nói Tôi không biết thế nào là quân tử, nhưng chuyện gì cũng chịu thiệt thì chính là quân tử. Tôi không biết thế nào là tiểu nhân, nhưng chuyện gì cũng đều muốn chiếm lợi ích riêng thì là tiểu nhân. Chiếm lợi ích riêng giống như một con dao hai lưỡi, trong lúc cho bạn nếm được vị ngọt, cũng sẽ gián tiếp cắt đứt con đường sau này của bạn. Những người tham lam lợi ích riêng cho bản thân, luôn cho rằng mình âm thầm lén lúc phía sau thì người khác sẽ không biết, nhưng những toan tính và thủ đoạn của họ vẫn không thể thoát khỏi ánh mắt của mọi người không ai có thể nhẫn nhịn những thói hư tật xấu của bạn hết lần này đến lần khác. Một người đã quen làm những việc mở ám, thì bạn nghĩ nhân phẩm của người đó có thể tốt đẹp được hay không? Người thông minh thực sự không bao giờ vì cái nhỏ mà mất cái lớn. Âu Dương Tu là một văn sĩ nổi tiếng trong đường tống bát đại gia. Ông chính là một người nhân hậu và có nguyên tắc. Khi ông còn nhỏ, có một lần sắp đến Tết, Âu Dương Tu cùng những bạn nhỏ của mình tụ tập lại với nhau, cùng xem những gia đình giàu có làm cá viên chiên. Tuy là cả bọn đều muốn ăn nhưng lại không có tiền, chỉ có thể trợn tròn mắt mà nhìn thôi. Có một chủ nhà dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn đám trẻ con và nói, các người khấu đầu lại ta một lần, gọi ta một tiếng lão già, ta sẽ cho các người ăn một viên cá viên chiên, khấu đầu nhiều thì cho nhiều. Đám trẻ con vì món ngon nên trách nhau khấu đầu, nhưng khi đến lượt Âu Dương Tu, ông liền quay lưng đi mà không thèm quay lại nhìn lấy một cái. Lý Tiên Sinh làm nghề dạy học nhìn thấy cảnh tượng này, đuổi theo hỏi Âu Dương Tu, tại sao cậu không làm giống bọn chúng? Âu Dương Tu nói, con cũng thấy thèm, nhưng mẹ con thường nói, người khác khinh thường con không quan trọng, bản thân con biểu hiện ra bộ dạng như thế nào mới là quan trọng nhất. Con không thể vì muốn có lợi ích của người khác mà làm mẹ con mất mặt. Nghe xong Lý kiên Sinh hiểu được rằng người này chính là một nhân tài có thể đào tạo, nên đã tài trợ cho Âu Dương Tu hoàn thành việc học. Âu Dương Tu cũng thông qua sự cố gắng của bản thân mà có được tài năng xuất chúng, nhận được sự ngưỡng mộ và kính trọng của mọi người họ vững tin vào niềm tin cuộc sống của bản thân mình làm một người nhân hậu làm những việc chính đáng nếu như đến cả bản thân cũng không có nguyên tắc chỉ vì một chút lợi ích nhỏ không đáng kể mà làm lu mờ tâm trí mặc cho người khác sai khiến thì làm sao có thể được người khác công nhận và tin tưởng không bị những lợi ích nhỏ trước mắt mê hoặc luôn giữ được nguyên tắc của mình đó cũng là một loại trí tuệ và tầm nhìn xa có một loại khen ngợi gọi là nhân hậu có một bạn tên Tiểu Chu từng chia sẻ câu chuyện của mình trên trang Zihu. Năm đó, Tiểu Chu bay đến văn phòng chi nhánh ở nước ngoài. Trên chuyến bay đó Tiểu Chu quen được một hành khách tên Vũ. Vũ và Tiểu Chu đều mê bóng đá như nhau. Trong chuyến bay dài mười mấy tiếng đồng hồ, hai người họ trở nên thân thiết và trao đổi thông tin liên lạc cho nhau. Sau khi họ tạm biệt nhau tại sân bay được ba ngày, Vũ hẹn Tiểu Chu ra ngoài ăn cơm uống rượu. Hai người đã uống rất nhiều trong bữa ăn, cả hai đều có chút say rượu. Nhân lúc Tiểu Chu đi vệ sinh, Vũ đã thanh toán tiền ăn, còn gọi xe đưa Tiểu Chu về khách sạn. Tiểu Chu vẫn luôn muốn cảm ơn Vũ, nên khi sắp về nước, Tiểu Chu đã hẹn Vũ ra gặp và mời anh ta ăn cơm, nhưng lần đó Tiểu Chu lại vẫn uống say, Vũ lại trả tiền cho bữa ăn. Sau khi Tiểu Chu về nước, gần đến ngày Tết, Vũ gửi một thùng quà đặc sản đến cho Tiểu Chu và gửi lời chúc xuân, tưởng nhớ tình bạn hiếm có giữa hai người. Bây giờ, tuy rằng thời gian tiểu chu và vũ gặp nhau không lâu nhưng tình bạn giữa hai người họ không vì khoảng cách xa xôi mà trở nên nhạt nhòa ngược lại họ càng trân trọng đối phương hơn mỗi khi nghĩ đến mối nhân duyên này tiểu chu đều xúc động nói rằng có thể gặp được người nhân hậu như vũ tôi thấy rất may mắn chơi với cậu ấy thật sự là rất thoải mái xây dựng mối quan hệ tốt đẹp không thể tách rời việc xem xét nhân phẩm của người khác người nhân hậu luôn sẵn sàng giúp đỡ người khác còn người gian xảo thì chỉ muốn chiếm lấy lợi ích cho bản thân người thực sự có thể trở thành bạn bè với bạn và có được mối quan hệ mật thiết với bạn thì trên người anh ta chắc chắn phải có phẩm chất được bạn công nhận chỉ có như vậy anh ta mới không bóp chết bạn một cách mù quáng chỉ để thỏa mãn sự ích kỷ của bản thân lão tử từng nói đại trượng phu lập thân đôn hậu không sống trong sự bạc bẽo sống chân thật không sống trong sự phù phiếm nhận biết người khác có nhân đạo hay không cũng là chìa khóa quan trọng việc nhìn người trong mạnh tử có nói người có đạo nhiều sự trợ giúp người mất đạo ít sự trợ giúp câu này muốn nói rằng người chính nghĩa cao thượng thì sẽ nhận được sự giúp đỡ và ủng hộ của rất nhiều người còn người phản bội đạo nghĩa đến cuối cùng chỉ cô lập một mình không ai giúp đỡ những người thích chiếm lợi ích cho riêng mình sẽ bị người khác xa lánh lúc nào không hay vì không ai có thể chịu đựng được những hành động việc làm của họ những người nhân hậu luôn mang đến sự giúp đỡ và ấm áp cho những khác từ trong những chuyện nhỏ nhặt nhất. Đây là thiện ý và sự tin tưởng hiếm có giữa người với người. Là một người nhân hậu, phước báo cũng sẽ âm thầm đến bên cạnh bạn một cách tự nhiên. Câu chuyện thứ 17, cương trực chịu khổ vẫn kiên trì, công lớn khiêm nhường không tự phụ. Nhẫn là giá trị đạo đức vô cùng tốt đẹp, trong văn hóa truyền thống ở cả phương Đông và phương Tây đều xem nhẫn như một phẩm chất cao thượng nhất của con người. Từ trong chữ nhẫn đã thành tựu biết bao nhân cách và sự nghiệp vĩ đại. Nhẫn không phải là ấm ức trong lòng, che giấu tức giận, bởi vì ấm ức trong lòng thì khí không lưu thông, u uất hóa kết, tổn thương gan và thận. Tổn thương gan thì dễ cáu giận, tổn thương thận thì trí tuệ tối tăm, trí tuệ tối tăm thì dễ lỡ lời, kịch cỡm. Thế nên, nhẫn cần phải chủ động, tích cực gánh chịu, hóa giải thì mới giải quyết được vấn đề thực chất. Thần Prometheus trong thần thoại Hy Lạp cổ đại thấy loài người sống khốn khổ, bèn trộm lửa của thần mặt trời Apollo đem cho nhân loại. Thần Zeus đã trừng phạt Prometheus bằng cách trói ông trên vách đá dãy núi Caucasus để ông ngày ngày phải chịu nỗi thống khổ bị gió thổi nắng thiêu, bị chim ưng mổ ăn lá gan. Ngày hôm sau lá gan lại mọc ra và ông lại nhẫn chịu nỗi thống khổ như thế. Sau mấy nghìn năm, người anh hùng Heracles đã bắn chết chim ưng, giải cứu Prometheus. Sử gia Tư Má Thiên nói, con người ai cũng phải chết, có cái chết nặng như Thái Sơn, có cái chết nhẹ như lông hồng. Vì để hoàn thành di nguyện của phụ thân, sau khi bị cung hình, ở trong ngục tù, ông đã hoàn thành bộ sử ký vĩ đại lưu lại cho người đời sau. Nỗi nhục chui háng, Tô Thức thời Bắc Tống từng nói, thất phu bị nhục, rút kiếm đứng dậy, vươn mình chiến đấu. Đây không phải là dũng cảm thực sự người dũng cảm thực sự là khi đột nhiên đối diện với sự xâm phạm cũng không tranh đấu với đối phương dùng thái độ nhẫn nhường để hóa giải mâu thuẫn để đối phương có đường lùi cho dù gặp phải sự hạ nhục vô cớ thì cũng có thể bình thản xử trí thong dong đối đãi hàn tín là khai quốc công thần nhà tây hán tâm đại nhẫn của ông mới thật sự khiến người ta kính phục thời trẻ hàn tín thích đeo trường kiếm một hôm khi ông đang đi trên phố chợ thì một người trẻ tuổi hạ nhục ông trước đám đông rằng người thân thể cao lớn thích mang đao đeo kiếm thực ra trong nội tâm lại rất nhát gan nếu người thực sự không sợ chết thì hãy lấy kiếm ra đâm ta đi nếu người sợ chết thì hãy chui qua háng ta sau khi quan sát kỹ người thanh niên đó hàn tín bèn cúi người chui qua háng anh ta mọi người trên phố đều cười diễu hàn tín cho rằng ông nhát gan sau này hàn tín trở thành đại tướng quân của lưu bang ông cho triệu người thanh niên đã hạ nhục mình năm xưa đến đồng thời nói với mọi người rằng đây là một tráng sĩ năm xưa khi hạ nhục ta ta đã có thể giết chết anh ta nhưng giết chết anh ta mà không có danh nghĩa gì thế nên ta đã nhẫn nại thế nên mới có thành tựu ngày hôm nay người thanh niên đó xin được tha thứ hàn tín đã tha tội cho anh ta còn phong cho anh ta là một chức quan nhỏ nhẫn nhường không phải là yếu nhược cúi đầu thần phục người khác nhẫn nhường là tránh những phiền nhiễu không cần thiết khiến hai người có thể chung sống hòa thuận thể hiện tấm lòng vị tha bao dung quảng đại nếm mật nằm gai. Câu thành ngữ nếm mật nằm gai ai ai cũng biết, ý tứ là ngủ chiếu cỏ, nếm mật đắng, mấy chục năm ngày nào cũng như thế. Đó là câu chuyện của Việt Vương Câu Tiến sau khi chiến bại, trong suốt mấy chục năm, ngày nào ông cũng kiên trì nếm mật đắng trước mỗi bữa cơm. Chữ nhẫn ở đây là một loại kiên trì, là một loại trách nhiệm. Năm 498 trước công nguyên, Ngô Vương Hạp Lư dẫn quân tấn công nước Việt, nhưng bị nước Việt đánh bại, Hạp Lư bị trọng thương và tử vong hai năm sau con trai của hạp lư là phù sai dẫn quân đánh bại nước việt việt vương câu tiễn bị áp giải đến nước ngô để hầu hạ ngô vương một ngày nọ ngô vương bị bệnh câu tiễn chủ động đích thân nếm phân của ngô vương nét mặt lộ ra niềm vui chúc mừng ngô vương phù sai rằng từ màu sắc và mùi vị của phân có thể phán đoán ra được rằng thân thể đại vương không có vấn đề gì có thể yên tâm điều trị ba năm sau ngô vương phù sai cho việt vương câu tiễn trở về nước việt sau khi về nước Cầu Tiến vẫn sống cuộc sống khổ cực như thời còn ở nước ngô, thậm chí càng cần kiệm hơn nữa, yêu thương bách tính, vỗ về bá quan, huấn luyện binh sĩ. Cầu Tiến treo túi mật đắng ở bên chỗ ngồi, lúc ngồi hoặc lúc nằm đều chăm chú nhìn túi mật đắng, khi ăn cơm đều trước tiên nếm mật đắng. Sau khi Việt vương Cầu Tiến mưu tính hoạch định 22 năm, cuối cùng đã bình định được nước ngô và được tôn làm bá chủ, đồng thời đem những vùng đất mà nước ngô đã chiếm được trả lại cho các nước sở, tống, lỗ. Cổ kim Đông Tây, những người thành tựu đại nghiệp đều có ý chí vượt trên người thường, có tín niệm vững vàng như bản thạch. Tô Vũ Trăn Dê Năm 100 trước công nguyên, hung nô bày tỏ hữu hảo với triều Hán, nguyện ý gây dựng lại mối giao hảo xưa. Hán vũ đế sai Tô Vũ dẫn hơn 100 người đi sứ hung nô để đáp tạ thiền vu, vua hung nô. Khi Tô Vũ chuẩn bị quay trở về triều Hán thì gặp phải nội loạn của hung nô. Nhóm người Tô Vũ bị bắt giữ yêu cầu phải quy thuận hung nô đầu tiên thiền vu sai vệ luật dùng tiền bạc và quan tước để du thuyết tô vũ nhưng đều bị tô vũ nghiêm giọng cự tuyệt thiền vu bèn hạ lệnh giam tô vũ trong một cái hang lộ thiên không cung cấp lương thực và nước uống bị giam cầm trong hang tô vũ vẫn không thay đổi tiết tháo khác thì uống nước tuyết tàn đói thì ăn tấm áo ra khoác trên mình thiền vu thấy tô vũ ý chí kiên cường thì rất khâm phục khí tiết của ông không nỡ lòng sát hại nhưng lại cũng không muốn thả ông trở về nhà Hán. Cây cối xung quanh đâm chồi nảy lộc, trở về đất Hán vẫn xa vời không biết đến ngày nào. Tô Vũ không tránh khỏi có những thương cảm, vì thế mà rơi lệ, ông dùng tay áo lau sạch lệ. Khi đó, một con dê phía trước mặt hướng về Tô Vũ kêu be be, dường như là đang an ủi ông. Thế là thiền vu để Tô Vũ đến vùng Bắc Hải chăn dê, đồng thời nói với ông rằng khi nào dê sinh ra dê con thì mới có thể cho ông trở về đất Hán. Tô Vũ đến nơi lưu đày mới phát hiện ra tất cả đều là dê đực. Ngày ngày ông chống gậy phù tiết của triều đình nhà Hán đi chăn dê. Sau 19 năm, sứ thần triều Hán biết được tình cảnh của Tô Vũ qua lời kể của người bạn của ông, mới đón Tô Vũ từ Bắc Hải trở về Trường An. Lúc ra đi, Tô Vũ đang tuổi tráng niên, khi trở về, đầu tóc đã bạc phơ. Khi Tô Vũ đi sư hung nô, ông đã từng làm bài thơ từ biệt thê tử rằng Hành dịch tại chiến trường, tương kiến vị hữu kỳ sinh đương phục lai quy tử đương trường tương tư tạm dịch viễn trinh nơi chiến trường chẳng biết ngày tái ngộ sống sẽ quay trở về chết mãi còn thương nhớ người xưa coi những người vì lợi ích mà phản bội quốc quân là mưu nghịch coi những kẻ sợ chết mà vứt bỏ khí tiết nghĩa khí là làm loạn cái nhẫn của tô vũ là lòng trung thành với nhà hán nhẫn nhịn chịu khổ cực kiên trì giữ vững chính nghĩa và tiết tháo không động lòng bởi tiền tài và quan tước. Đông đi xuân đến, hoa nở hoa tàn, mái đầu xanh đã bạc phơ mà vẫn không thay đổi khí tiết. Câu chuyện thứ 18, thành đạt không đủ để mừng, nghèo khó không đáng để lo. Thái Căn Đàm là một cuốn sách chứa đựng những kinh nghiệm tu dưỡng, làm người, đối nhân xử thế của cổ nhân, ẩn chứa trí tuệ cao thâm sâu rộng. Trong sách có bình luận về sự thành bại giàu nghèo của đời người như sau, người tài phú nhiều, lúc mất đi tổn thất lại càng lớn chẳng bằng người bần cùng sống cuộc đời không hề lo âu người thành đạt có địa vị cao lúc té ngã lại càng thảm hại chẳng bằng người thấp cổ bé họng sống một cuộc sống bình yên trong lịch sử có không ít những người thành đạt quyền cao chức trọng giàu có vô kể nhưng kết cục cuối cùng rất thảm hại trong đó nhân vật mang tính đại biểu nhất có lẽ là đại thần hòa thân thời hoàng đế càn long triều thanh sử sách chép rằng bấy giờ hòa thân có quyền hành rất lớn trong triều đình chẳng hạn từng có một vị quan tên là Uông Như Long tặng cho hòa thân mấy chục vạn lượng bạc, muốn có được một chức quan nào đó. Hòa thân liền cho Uông Như Long làm quan giám chính vùng lưỡng hoài. Chức vị này trước đây do một viên quan tên là Trưng Thụy đảm nhiệm. Trưng Thụy mỗi năm đều dâng tặng cho hòa thân 10 vạn lượng bạc, nay thấy Uông Như Long chiếm mất chức vị của mình thì trong lòng không vui. Trưng Thụy liền đi hỏi hòa thân, đại nhân, hàng năm tôi đều cống hiến 10 vạn lượng bạc cho quốc gia, cống hiến nhiều như thế, sao lại đổi tôi đi nơi khác? Hòa thân kéo tay Trưng Thụy rồi cười nói rằng, người khác còn cống hiến nhiều hơn nữa. Hòa thân trả lời trắng trợn không che đậy như thế khiến Trưng Thụy câm nín không nói được lời nào. Còn có một vị tuần phủ ở Sơn Tây Phái thuộc Hạ đem 20 vạn lượng bạc đến kinh thành dâng cho hòa thân làm lễ vật, nhưng đi đến mấy lần cũng không có người tiếp đãi. Về sau, thuộc Hạ đem 5.000 lượng bạc trắng tặng cho người tiếp đãi lúc bấy giờ mới có một tên nô bộc trẻ xuất hiện, mở miệng hỏi, là vàng hay là bạc đấy? Người nọ đáp rằng là bạc, tên nô bộc trẻ tuổi dặn thủ hạ đem bạc bỏ vào kho rồi đưa cho người nọ một tờ giấy, bảo rằng, cầm cái này về làm chứng, nói là đồ đã thu nhận rồi. Tặng một số bạc lớn như vậy mà ngay cả mặt hòa thân cũng không được gặp, có thể thấy hòa thân quyền to đến mức nào. Hòa thân nắm triều chính hơn 20 năm, kim tiền nhiều vô kể. Ông ta làm quan, lộng quyền gian trá, mưu mô xảo quyệt, cả trong triều và người dân thiên hạ đều trừ rùa ông ta không dứt. Cho nên sau khi hoàng đế Cản Long, chỗ dựa của hòa thân qua đời thì chẳng bao lâu, hoàng đế Gia Khánh tuyên bố 20 tội trạng của ông ta. Đồng thời hoàng đế đã lệnh cho hòa thân phải tự vẫn. Hòa thân một đời làm tham quan, quyền thế cao tuyệt, tài vật đều đủ, rốt cuộc không được chết giả, thậm chí còn bị người đời nguyên rủa không dứt, sử sách lưu tiếng xấu muôn đời. Bậc Thánh Hiền thời cổ đại cho rằng, Người giàu có không bằng người bần cùng không lo âu, nguyên nhân là ở chỗ tài phú càng nhiều thì một khi mất đi tổn thất càng lớn. Người có địa vị cao không bằng người có địa vị thấp mà sống yên ổn, nguyên nhân là ở chỗ leo càng cao thì khi té ngã càng thảm hại. Gương của Hỏa Thân là một minh chứng. Cho nên nói, tiền tài dư dật không nhất định là việc tốt, ban ngày đề phòng kẻ mưu hại, ban đêm phòng kẻ trộm cắp. Quan vị hiển hách cũng không đáng để ngưỡng mộ, sẽ có lúc gặp phải sự đố kỵ của người khác. Sống cũng không được yên ổn. Trong cuộc đời còn có những con đường nhân sinh khác đáng quý hơn, họa sĩ Sử Trung Triều Minh là một ví dụ. Sử Trung năm 17 tuổi mới bắt đầu học vẽ, ông thông thạo thi từ, giỏi vẽ tranh, khí chất hào hiệp lại không thích kẻ quyền quý. Con gái ông từ nhỏ đã được định hôn ước với một gia đình nghèo khó, đến tuổi xuất giá, bởi nhà chàng rể nghèo khó, không đủ sức để làm đám cưới, Sử Trung bèn nghĩ cách có lợi cho nhà trai. Lúc tiết thượng nguyên, ông giả nói là đi xem hội đèn dẫn vợ và con gái đến nhà chàng rể khi đến trước cửa nhà trai ông gọi chàng rể ra bái rồi để con gái lại ông cùng phu nhân cười lớn mà ra về sử trung đã không chọn người giàu có quyền thế mà giữ chữ tín chấp nhận đem con gái mình gả cho nhà nghèo khó đó là biểu hiện của khí tiết cao thượng không chê nghèo không tham giàu rất nhiều người đều vì tài phú danh lợi vì sự thành đạt mà bôn ba hễ có được thì vui mừng hớn hở, dương dương tự đắc, không những không biết dừng mà ngược lại càng ra sức tăng thêm. Kết quả đúng như lời người xưa nói người chết vì tiền, chim chết vì mồi. Tài phú càng nhiều thì tổn thất càng lớn, địa vị càng cao thì té ngã càng nặng. Vì vậy, người sáng suốt nên là học theo sự chung, không xem nặng danh lợi phú quý, thành đạt không đủ để vui mừng, nghèo khó không đáng để lo âu. Giữ cho mình một tâm bình thường, đạm bạc một chút, lạc quan một chút, đó mới là phúc khí chân chính. Câu chuyện thứ 19, Tăng Quốc Phiên, ba biểu hiện của người không chín chắn. Tăng Quốc Phiên có 12 điều luật thép để tu luyện tinh thần. Sở dĩ được mọi người gọi đó là luật thép là vì Tăng Quốc Phiên bắt đầu từ năm 30 tuổi, đã kiên trì nửa đời người một cách ngốc nghếch, không bao giờ dối người dối mình, dung túng bản thân. Cả đời ông đã thụ ích được rất nhiều bài học xử thế, biết mình biết người. Ông cho rằng người không chín chắn sẽ biểu lộ ngay ra vẻ ngoài nhiều điều nói nhiều nói nhiều thể hiện sự thiếu chín chắn của con người người nói nhiều rất dễ vô tình làm tổn thương người khác mà bản thân lại không hề hay biết gì còn luôn cho rằng thói quen nói nhiều và khoác lác của mình là rất tốt học trò tử của mặc tử hỏi mặc tử thưa thầy nói nhiều có tốt không mặc tử nói với học trò của mình con nhìn xem con ếch đó kêu loạn xạ cả ngày không những không có ích lợi gì mà còn khiến người ta chán ghét. Còn gà trống, nó chỉ cất tiếng gáy vào đúng thời điểm bình minh ló dạng, để tất cả mọi sinh vật đều biết là trời sáng rồi. Có thể thấy, nói chuyện cần phải chú trọng thời cơ và trùng mực. Có một số chuyện, chỉ có thể nói trong điều kiện thích hợp, nếu không sẽ làm mất lòng người khác. Người xưa xem những lời nói đã nói ra giống như mũi tên đã bắn khỏi cung. Lời đã nói ra giống như mũi tên đã bắn ra thì không thể nào thu lại được nữa. Những lời nói không thích hợp, những lời nói ác độc thậm chí còn làm tổn thương người khác nặng nề hơn là mũi tên độc đáng tiếc nhất là có nhiều lúc người ta không cố tình muốn làm tổn thương đối phương chỉ là không để ý mà nói liên tục không dừng làm tổn thương người khác mà bản thân lại không hay biết gì vì vậy nói nhiều trăm hại mà không một lợi thật ra khi tăng quốc phiên còn trẻ cũng là thiếu niên háo thắng thường xuyên đấu khẩu với người khác thậm chí còn vì tranh luận sự việc mà ẩu đả với đồng liêu của mình sau này ông tự kiểm điểm bản thân liệt kê ra ba sai lầm lớn của ông trong cuốn nhật ký một là ngày thường tự cho mình là đúng nhất hai là nói chuyện không biết chừng mực ba là rõ ràng nói những lời làm mất lòng người ta mà vẫn còn tranh cãi đến cùng với người ta sau này tăng quốc phiên ý thức được sự nguy hại của việc nói nhiều thường xuyên tự mình kiểm điểm trong nhật ký cuối cùng bỏ được thói quen xấu này vô cùng kiêu ngạo tiền trung thư tiên sinh từng nói rằng khi một người đến tuổi 20 mà vẫn không ngông cuồng, người này không có tích sự gì cả. Đến 30 tuổi rồi mà vẫn còn ngông cuồng thì cũng là vô tích sự. 20 tuổi đang là độ tuổi tự mãn của tuổi trẻ ngông cuồng, vì thế sẽ không ai trách móc tính ngông cuồng đó, mọi người đều sẽ khoan dung, bởi vì thanh niên trẻ tuổi mới bước chân vào đời, vốn dĩ không biết trời cao đất dày là gì. Nhưng nếu như đã 30 tuổi rồi mà vẫn còn ngông, kiêu ngạo thì người này vẫn chưa chín chắn có sự khác biệt rất lớn về mặt tâm trí tăng quốc phiên từng nói xưa giờ luôn có hai thói xấu dẫn đến thất bại là kiêu ngạo và nói nhiều ở đây tăng quốc phiên chỉ ra hai thói xấu và nhược điểm của người bình thường là ngạo mạn và nói nhiều tăng quốc phiên cho rằng ngạo mạn là biểu hiện không chín chắn còn nghiêm trọng hơn việc nói nhiều những người kiêu ngạo đều rất tự cao để thể hiện điểm mạnh của mình tăng quốc phiên cho rằng tự cao quá mức là điều mà lẽ trời không chấp nhận chắc chắn sẽ dẫn đến mọi ganh ghét, đàn áp và đấu đá lẫn nhau. Vì vậy ông để sướng hồn, cũng tức chính là các phẩm đức điềm đạm, hướng nội và cẩn trọng mà chúng ta hay nói đến." Vương Dương Minh nói, người làm con kiêu ngạo, chắc chắn không thể hiếu thuận, người làm em kiêu ngạo, chắc chắn không thể tôn trọng anh trai. Một người tự cao, kiêu ngạo thì sẽ không có bất cứ mối quan hệ giao tiếp hay quen biết gì cả. Không chỉ như vậy, mà họ thậm chí còn không thể xử lý tốt các mối quan hệ cơ bản nhất như mối quan hệ với cha mẹ vợ chồng và anh em tìm kiếm lợi ích bằng thủ đoạn không chính đáng làm chuyện gì cũng luôn muốn đi đường tắt dùng thủ đoạn đây cũng là một biểu hiện của sự thiếu chín chắn bởi vì trên đời này có những chuyện không phải lúc nào cũng dễ dàng gạt hái được kết quả như mong muốn đôi khi cần phải bỏ một phần sức lực mới có thể nhận lại một phần thành quả những người luôn muốn đi con đường tắt một là lười biếng hai là tâm lý thích dùng thủ đoạn để đạt được lợi ích luôn thường trực cuối cùng rất khó thành tựu được chuyện lớn ví dụ như đọc sách tu thân đọc một cuốn sách thì thu hoạch được kiến thức của một cuốn sách có một số thứ không thể đạt được mục đích dùng thủ đoạn không chính đáng mà chỉ khiến người ta lãng phí thời gian mà thôi thật ra tăng quốc phiên không hẳn là một nhà quân sự ông đánh trận chủ yếu dựa vào một chữ vững và một chữ ngốc ông nói đánh trận phải đánh một chữ vững cả đời ông chỉ giỏi đánh trận ngu trận ngốc, không giỏi đánh trận khéo. Ông đánh trận không tham lợi ích nhỏ, không cần dùng mưu, mà chỉ đánh trận một cách chắc chắn và thực tế. Tăng Quốc Phiên nói, thứ vụng về nhất thiên hạ có thể thắng được thứ khéo léo nhất thiên hạ. Ngốc đến đỉnh điểm chính là thông minh, vụng về đến cực điểm chính là khéo léo. Ngốc ở đây có nghĩa là không tự huyến hoặc mình, làm từng chút một, tuyệt đối không thêm bất bỏ sót, không yêu cầu tốc độ, không cần sự đẹp đẽ bề ngoài. Tăng Quốc Phiên có 12 điều luật thép để tu thần. Sở dĩ được mọi người gọi đó là luật thép là vì Tăng Quốc Phiên bắt đầu từ năm 30 tuổi, đã kiên trì nửa đời người một cách ngốc nghếch, không bao giờ dối người dối mình, dung túng bản thân. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quý giá của mình để lắng nghe hết video của chúng tôi. Kính chúc quý vị cùng gia đình luôn được bình an, hạnh phúc. Còn bây giờ, xin được kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.